Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2018. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Và trong cái phần mà khái niệm về nghiệp đó, thì chúng ta có tìm để học hỏi hai cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất là Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt, và bài kinh thứ hai là Đại Nghiệp Kinh Phân Biệt. Tức là một bài thì Đức Phật giảng tổng quát, một bài thì có đi vào chi tiết hơn. Nói là chi tiết hơn chứ không phải là chi tiết đầy đủ, bởi vì những cái nghiệp này đó là chúng ta sẽ còn gặp trong rất là nhiều những cái bài kinh khác. Bởi vì chúng ta hiểu rằng đó, nghiệp là cái chính yếu mà nó trôi chảy từ vô lượng kiếp trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Và cái tánh tình chúng ta đi theo trong cái kiếp sống này đó chính là dòng chảy của nghiệp từ vô lượng kiếp đã hình thành nên cái đời sống nội tâm của chúng ta. Nó hình thành nên những cái phẩm chất tốt đẹp để chúng ta xứng đáng là một con người. Bởi vì trước tiên được cái hình hài là con người đó, thì chúng ta đó đã tạo dựng được những cái phẩm chất tốt đẹp nhất trong cái dòng chảy từ vô lượng kiếp cho đến cái hiện kiếp làm người này. Nhưng mà bên cạnh đó đó, những cái uế nhiễm nó vẫn coi như cuộn trào trong cái đời sống nội tâm của mình. Và những cái đó nó hiện ra rất rõ ràng, nhưng chúng ta không biết tên gọi về pháp của nó. Tên gọi đời thường thì chúng ta biết. Tên gọi đời thường là những cái nỗi buồn, những cái sự bức xúc, những cái điều mình thấy hiềm hận ở trong lòng mình, tất cả những cái mà nó tạo nên một cái cảm thọ khổ đau trong cái nội tâm của mình, đó chính là cái dòng nghiệp xấu của mình mà mình không nhận ra. Và bây giờ trong cái hiện kiếp này mà chúng ta làm tăng trưởng những cái đó, mà cái cực kỳ nguy hại cho chúng ta đó là chính những cái cảm thọ đau buồn, khốn khổ, bất hạnh đó đó, nó có thể đẩy mình tới cái đường cùng của sự tâm tối. Đó là mình muốn kết thúc cái sự sống của mình để chấm dứt những cái khổ đau, để ra khỏi cái bế tắc. Bế tắc không có ra khỏi bằng cách hủy hoại thân xác này. Thân xác này là một cái phương tiện để cho cái dòng nghiệp nó hiện hình. Hay nói rõ hơn đó, thân xác này một cái phương tiện để cho cái đời sống nội tâm của chúng ta được thể hiện. Mà cái mà chúng ta tiếp nhận nó nhiều nhất đó là chúng ta tiếp nhận cái quả của dòng nghiệp này trên căn bản là những cái cảm thọ. Khi chúng ta thấy an lạc, chúng ta thấy hoan hỷ, thì chúng ta vui vẻ và chúng ta nói đây là hạnh phúc. Chúng ta thấy tràn đầy một cái sức sống, chúng ta thấy lạc quan, chúng ta yêu đời. Nhưng nó chỉ là những cảm thọ mà thôi. Nó đến rồi nó sẽ đi qua. Và một cái thứ hai nữa, chúng ta tiếp nhận cái quả nghiệp của mình á bằng những cái cảm thọ buồn. Những cái mà chúng ta thấy đó, bức xúc trong cái đời sống nội tâm của mình. Chúng ta thấy bất an, chúng ta thấy đời mình bất hạnh, chúng ta tủi nhục cho cái số phận của mình. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng nó là cái quả của tất cả những cái mà chúng ta suy nghĩ, những cái mà chúng ta đã phát biểu ra bằng lời nói, những cái mà chúng ta hành xử sai rồi, lệch lạc rồi, tâm tối lắm rồi. Bây giờ cái quả này nó hiện ra bằng những cảm thọ đó. Bởi vì trong cái đời sống hiện kiếp của chúng ta đây nè, thì chúng ta nối kết. Đầu tiên ở trong thai bào đó là chúng ta nối kết với cha mẹ mình, nối kết với những người thân của cha mẹ mình. Dùng cái chữ người thân đây có nghĩa là từ trong cốt nhục cho đến bạn bè, cho đến những người bên ngoài, nó có sự nối kết. Và những cái nối kết đó chính là những cái nối kết của tiền kiếp, nó sống trở lại bằng những cái hình thái khác, nhưng nội dung nó vẫn kết hợp bằng tâm.
Nội dung nó vẫn kết hợp bằng cái dòng chảy của cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi, không đi ra khỏi cái điều này. Cho nên pháp tục đế, pháp thế gian thì chúng ta thấy đây là cốt nhục của mình, đây là chồng vợ của mình, đây là cái người yêu mến của mình, đây là những người mà mình phải kết hợp để tạo nên cái sự sống của mình. Nhưng đứng về mặt tâm linh, nó là sự nối kết về nhân quả. Và càng gần gũi chừng nào, càng mật thiết chừng nào, thì cái nhân quả này càng rõ nét chừng độ. Và bao giờ chúng ta nhận ra rằng đây là nhân quả, thì dần dần chúng ta tìm thấy cái con đường thoát khỏi cái sự đau khổ của mình, cũng như thoát khỏi cái sự bám víu về những cái quả lành của mình. Còn nếu không, chúng ta không dính đầu này, chúng ta sẽ dính đầu kia. An vui hạnh phúc quá làm chúng ta ngỡ rằng không có vô thường. Vô thường với ai kìa? Hoặc vô thường có đến với mình thì cái ngày đó còn xa xăm lắm, chưa bàn tới, chưa nghĩ tới, chưa nói tới. Không có một cái quả lành nào nó hứa hẹn với mình rằng đó là nó sẽ bảo vệ cái sự sống của mình đến kỳ cùng. Không. Nó đến là gì đó, thì chúng ta gieo trồng xuống, nó có cái thời gian để gieo trồng, nó có cái cường lực để gieo trồng. Thì vậy khi trổ quả nó cũng mang hai cái yếu tố đó. Nó ở lại chúng ta ngắn hay dài là do những gì chúng ta gieo trồng đó, nó kéo dài hay nó thu ngắn. Và nó trổ ra với một cường lực mạnh hay yếu là do khi chúng ta gieo trồng cái tâm chúng ta đó mạnh hay yếu mà thôi. Từ thiện cho đến bất thiện, nó đều nằm chung một cái quy luật này. Bây giờ đây đó, khi chúng ta hiện hữu trong cái đời sống này, thì hai cái dòng nghiệp đó nó luôn luôn chảy trong cái nội tâm của chúng ta, và nó hình thành nên cái cá tính của mình, nó hình thành nên cái tính tình của mình. Có tốt, có đúng, có tiến hóa, và có những cái đó chúng ta chập chờn và chúng ta tâm tối. Hai cái dòng nghiệp song song như thế này trong cái đời sống nội tâm. Cái tính tình này đâu phải cha mẹ mình cho, không ai cho hết, tự mình tạo mình đã biết rồi. Mình tạo mình biết rồi. Vì cái lẽ đó mà trong cái hiện kiếp này, chúng ta sẽ thấy nhiều cái việc mà cái nhân quả nó trổ sanh đó, nó không phù hợp với cái suy nghĩ của mình, nó không phù hợp với cái sự hiểu biết của mình, bởi vì nó vận hành trong cái quy luật của nó. Còn chúng ta đây á, sở dĩ không thấy rõ, không biết rõ những cái quả nghiệp của mình, bởi vì chúng ta đã gieo trồng từ vô lượng kiếp và chúng ta đây không còn nhớ nữa. Nhưng nó lưu giữ trong cái bộ nhớ của chúng ta, mà chúng ta thấy trong cái đời này có thể kiểm soát được, đó là chúng ta kiểm soát cái tánh tình của chúng ta. Thì chúng ta sẽ biết rằng quả nghiệp xấu hay quả nghiệp tốt, nhiều hay ít, nằm trong tính cách của chúng ta. Bởi vì không bao giờ những cái quả thiện mà nó trổ sanh như thế này mà nó lại có thể câu thông với tâm bất thiện cả. Như vậy những cái quả tốt lành này nó phải câu thông khi cái tâm chúng ta bình an, mát mẻ và sáng suốt, nó mới câu thông được những cái quả đẹp, những cái quả lành, những cái quả thiện, những cái quả an vui hạnh phúc. Còn khi tâm chúng ta phóng dật, tâm chúng ta đi lệch qua con đường chánh rơi, thì chúng ta đang phải câu thông với những cái pháp bất thiện. Đó là cái quy luật. Bởi vậy tại sao đó người ta tu niệm Phật, cái tu niệm Phật để tâm người ta an trú trong cái một đề mục, đó là cái câu niệm Phật. Thì khi mình an trú trong một cái đề mục thì cái tâm mình bình yên, thì bình yên thì những cái quả thiện nó sẽ câu thông. Hoặc là người ta trì một cái bài kinh, trì cái bài kinh, thì khi trì cái bài kinh tâm ta an trú vào trong đó thì ta được bình yên. Tại sao ta phải hành thiền, phải có đề mục? Luôn luôn phải có đề mục. Đi, đứng, nằm, ngồi gì chúng ta cũng đều có cái đề mục cả. Chúng ta hành trì, thì khi chúng ta hành trì như vậy đó thì tâm chúng ta bình an và sáng suốt,
thì cái sự câu thông này nó sáng rỡ nhiều hơn. Mà chúng ta đây đó giữ được cái sự quân bình của sức khỏe, tức là cái quân bình của bốn cái pháp, nó thuộc về tứ đại. Tứ đại đây, nó là cái căn bản tạo nên cái đời sống mà thuộc về sinh lý thể chất chúng ta đây. Mà cái tứ đại này đây, địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại này, khi nó xuất hiện mà nó ở trong một cái trạng thái quân bình thì chúng ta có sức khỏe. Cũng như tất cả các pháp thuộc về nội tâm chúng ta được về quân bình thì nó chính là pháp thiện. Còn cái bản chất của tất cả pháp bất thiện đều là dao động, bởi vì bản chất nó là không vật, nó luôn luôn nó dao động. Thành ra khi chúng ta nắm những nguyên tắc này, tâm chúng ta dao động với vị pháp bất thiện rồi. Bây giờ mình sẽ rất dễ câu thông với pháp bất thiện khi tâm chúng ta bình an ha. Cho nên khi chúng ta có một cái đề mục thiền, nhất là thiền tuệ, thì cái việc đầu tiên đó là quân đình tứ đại. Cái thứ hai đó là quân bình về tâm. Và cái thứ ba nữa, khi mình rèn luyện cái tâm mình có một cái năng lực ý thức chủ động kiểm soát tất cả mọi thứ, thì trí tuệ về tâm linh sẽ phát sinh. Thì như vậy, một người khỏe hay một người không khỏe đều có thể hành thiền được. Hoặc một người đó nằm ở trên cái giường bệnh, tất cả đều phải trông chờ cái sự giúp đỡ của người khác hết, nhưng cái đầu còn hành thiền được thì mọi chuyện còn tốt đẹp. Bởi vì chúng ta sẽ đi tái sanh bằng những cái giờ phút cận tử đó. Cho nên cái này không phải nói rằng cái người có cái phước báo về phước thiện đó là một ông vua hay là một cái người ngủ dưới gầm cầu, mà cái giờ tử ai tốt hơn ai chưa biết. Nó đi bằng tâm. Như vậy đó thì chúng ta đã hiểu rằng đó, nghiệp tạo ra bằng tâm là gốc. Và như vậy cái quả này khi nó trổ sanh ra đó, thì cái mà chúng ta gieo trồng nữa đó, là khi chúng ta tiếp nhận cái quả này, chúng ta tiếp nhận bằng cái tâm gì thì chúng ta gieo trồng cái nghiệp mới. Cho nên cái đó sư cô gọi là cái ứng xử. Bất cả tất cả những gì mà người ta đó cư xử với mình, người ta đối xử với mình, và bây giờ mình cũng cư xử với người ta, mình cũng đối xử với người ta, tất cả những gì người ta phản ứng với mình cũng phản ứng với người ta, thì cái đó đó, người ta mà ứng xử với mình, người ta mà có thái độ với mình, người ta cư xử với mình, thì tất cả những cái đó, nếu như người ta cư xử bằng cái tâm thiện thì đó là quả lành của mình. Mà ta cư xử bằng cái tâm trái đạo lý thì đó là quả bất thiện của mình. Ngược lại, khi mình ứng xử với cái quả thiện này, mình ứng xử với quả bất thiện này bằng tâm gì thì mình gieo cái mới. Thấy chưa? Người ta đối xử với mình thì đó là quả. Còn mình ứng xử với quả này như thế nào là mình gieo cái mới. Và khi mình ứng xử vậy thì những cái tập khí trong cái dòng chảy thuộc về thiện và bất thiện của mình hiện ra rõ ràng nơi cái chỗ đó. Thành ra cái chỗ đó là cái chốt để chúng ta kiểm tra về tính cách của mình, hay nói rõ hơn, chúng ta kiểm tra về cái dòng nghiệp của mình. Ngay cái hiện kiếp này trong cái đời sống, khi chúng ta cư xử, chúng ta ứng xử, nó khởi lên, nó sẽ khởi lên, khởi bằng hai con đường trái chiều. Hai con đường này nghịch chiều. Và Đức Phật là cái người định hướng cho hai cái cách ứng xử của mình. Một cách ứng xử trong sáng và thiện lành, một cách ứng xử sai lệch và tâm tối trong cái nội tâm của mình.
hai con đường khác nhau, và hai con đường đi tái sanh cũng khác nhau. Cho nên chúng ta tu tập có nghĩa là chúng ta để ý tới cái tánh tình của mình, cái tính cách của mình, và mình kiểm tra nó qua cái ứng xử. Cho nên lục căn mà mắt mình thấy liền tâm mình dính mắt cái gì biết, ưa thích hay không ưa thích biết, thản nhiên hay không thản nhiên biết, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đều có phản ứng hết, và đều hiển lộ ra bằng cảm thọ hết. Thì chúng ta đọc những thông điệp này để mà chúng ta nhìn thấy cái dòng nghiệp từ cái vô lượng kiếp nó đang có mặt trong hiện kiếp của mình đây. Và trong cái đời sống hiện tại này, mình tăng trưởng cái phần thiện hay phần sai lạc này thì mình có thể kiểm soát được. Và dừng lại hay tiếp theo là do mình. Cho nên cái này đó, trong cái đời sống mà chung chạ với nhau đó, mà người ta gây khổ cho mình nhiều quá, thì mình phải hiểu rằng đó, đây là cái quả bất thiện của mình. Thấy không? Nó gieo xuống cho mình đây. Người ta cứ làm khổ mình hoài, mình cảm thấy rất là khổ. Và cái người này nè, đổ cái quả xuống, say đâu cũng khổ, không có lối thoát. Có một cái án mạng xảy ra cực kỳ tàn độc, nhưng người ta khi người ta tìm hiểu, người ta biết thì người ta rất đổi là ngậm ngùi, không phải biết nói sao. Cô này có chồng có con, nhưng mà chưa có một ngày nào cái người đàn ông này đó là có trách nhiệm với vợ con. Tức là người đàn bà này phải gồng lưng ra để mà vừa làm ra tiền, vừa chăm sóc gia đình, vừa nấu nướng nuôi dưỡng hết toàn bộ. Còn cái người này làm bao nhiêu thì chỉ là xài riêng và thỏa thích trong những cái thú vui riêng của mình, đặc biệt là rượu. Và khi người này không chịu đựng được nữa đó thì đề nghị ly dị. Mà người này nói rằng nếu ly dị thì sẽ giết cả gia đình của cô này. Thì cô này quá bức xúc. Bây giờ mình ly dị là được rồi, hoặc bản thân mình bỏ trốn đi thì được rồi, nhưng mà gia đình mình sẽ sao, con mình sẽ sao. Và nó đẩy vô cái bước đường cùng. Ở cô này không chịu đựng được. Và vì cái người này nắm chắc cái sự khống chế đó, biết rằng cái người này rất là thương cha mẹ, rất là thương anh em và rất là thương con. Đánh đập người này không nghĩa lý gì, nhưng mà đụng đến những người khác họ đau đớn gấp bội phần. Và vì cái chỗ đó càng ngày càng hành hạ, càng khinh miệt hơn. Hầu mình như đức vua, nhưng mà không thích thì đạp trên đầu, đánh trên đầu. Và đánh bất cứ lúc nào cũng có thể đánh được. Và cô này đi đến một cái bế tắc, tận cùng của sự bế tắc, đau khổ không thể nào kể xiết được. Bây giờ người này đã bắt một cái bàn cân lên để so sánh. Bây giờ mình chết, người này chết, cha mẹ anh em mình và các con của mình đó, tuy đau khổ nhưng được sống bình yên. Còn bây giờ đó, cái người này còn sống một ngày nào đó thì gia đình mình không bình yên, con cái mình không bình yên, còn bản thân của mình đó thì cực kỳ là khốn nạn, không còn có thể chịu đựng được. Cho nên cái người này đó đã bỏ thuốc mê, thuốc ngủ vào cho cái người này ăn uống no say xong đó, thì là dùng cái thớt đập đầu cho chết. Và bây giờ chấp nhận ra tòa giá nào cũng được. Thì cái hành xử này, khi cái người này quá khổ mà ứng xử như thế này đó, thì cái này nó tuột xuống nữa, đi xuống tới cái đáy. Và cái oan trái này nè, giữa hai cái người này nè, nó cột chặt thêm nữa, nó cột chặt, nó thích chặt lên nữa, không có tách rời ra. Tận cùng của sự nghiệt ngã,
Và bao giờ khi cái tâm mình nó sai lạc, nó tâm tối, thì nó cũng đưa vào sự nghiệt ngã. Người ta không thể hình dung được khi mình đẩy một cái người vào nghiệt ngã, thì cuối cùng cái bản thân của mình, cái quả nghiệt ngã nó sẽ phải xảy ra như thế nào. Đây gọi là sanh cùng đuổi tận. Đối với con người mình thấy như thế, nhưng người ta đi săn thú, người ta cũng sanh cùng đuổi tận. Sư cô nhớ không lầm á, là nó có một cái bầy sơn dương, tức là dê núi. Thì cái cách của những người thợ săn này đó, bây giờ muốn bắt vô dễ dàng thì người ta sẽ bố trí và người ta lùa những cái con dê núi này đó vào trong một cái hốc núi. Và cái mặt ngoài đó thì người ta dàn một cái thế trận đêm để tiến tới. Thì bây giờ nó bị đẩy vào trong cái hẻm núi, và trước mắt nó là coi như là nó không còn có lối thoát nữa. Trên cái dốc núi trên cao đó, thì nó bị dồn cho tới tận cùng rồi. Và dưới này là một cái dòng sông chảy xiết. Thì chắc chắn rằng những người mà người ta đuổi bắt nó như vậy đó, là người ta nghĩ rằng là người ta sẽ bắt trọn gói luôn. Nhưng cái gì đã xảy ra? Mà khi cái việc đó mà nó đi tới cái tận cùng, nó gom hết một cái bầy sơn dương nó lại rồi đó. Người ta thấy những cái con sơn dương già nó cụng cái đầu ra vậy. Và sau khi nó hội ý rồi đó, thì chúng ta không có thể tưởng tượng một cái sự tính toán thế này ở trên cái triền núi cao thế, mà nó nhìn những cái gợp đá dưới đó, mà những cái con dê lớn đó nó nhảy xuống cái gợp đá đó. Thì cùng một lúc song hành đó là những cái con dê trẻ đó, nó sẽ nhảy cùng một lúc và nó sẽ nhúng mình trên cái lưng của cái con dê già đó và nó phóng qua bên kia. Thì cái con dê già đó nó sẽ chết tại chỗ đó, nhưng mà nó làm một cái ụ đất để cho cái con này nó tiếp nối, tức là từ ở trên nó nhảy chính xác xuống cái thân thể của con dê già này và nó nhúng mình một cái, nó qua bên kia xong. Những cái gọi là những cái bậc trưởng lão này chấp nhận chết để cho cái bầy sơn dương trẻ này nó được tìm cái sự sống bên kia của cái bờ sông. Nhưng mà những cái này về mặt tâm linh đó, thì cái quả này đau đớn lắm, nó đâu có quên được. Nhất là những cái con dê già, những con sơn dương đó mà nó chết tại cái ụ đá đó, thì quý vị thấy nó đã cùng cực một cái sự tuyệt vọng. Nhưng mà nó, cái tâm linh nó là cái tâm linh đó của một cái đức độ, chấp nhận cái chết của mình để mà cho cái đàn trẻ này đây đó, nó được tồn tại một cái dòng giống của sơn dương. Thì với cái tâm thức này đó, cộng với cái tiền kiếp của những người này, trong cái giờ phút lâm tử này đó, người ta có thể tái sanh làm người, có thể tái sanh làm chư thiên. Nếu tái sanh làm người thì chúng ta thấy cái chết này không quên được. Đây, cái này nó nói cái một cái bài toán không có lời giải, và chỉ trả giá bằng cái mạng sống của mình, mạng đổi mạng, để mà giải tỏa cho cái sự cùng cực, sự chịu đựng của mình. Giống người ta nói là đuổi tận cùng thì con chó nó sẽ quay ngược lại và nó cắn, nó mở con đường máu để nó sống. Quý vị thấy nhân quả chưa? Hay là vẫn còn thấy đây là chồng với vợ? Chồng với vợ là tục đế, là pháp của thế gian. Chồng hay vợ, con hay cái, hay tất cả những người sống quanh ta đều là một cái cơ hội để cho chúng ta có thể thể hiện cái điều lành của mình. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị ràng buộc ở đây, không bước ra được ràng buộc này. Và nếu như chúng ta hiểu luôn vậy, mỗi người đều có gieo trồng cái nhân quả của mình. Anh ta hâm dọa và mình biết rõ rằng anh ta có thể làm cái điều tàn ác đó, mình hiểu đúng, mình sợ đúng, nhưng mình đâu có cô đơn đâu. Mình có thể báo qua cho tổ dân phố, cho hội phụ nữ,
cho công an, cho chánh quyền, người ta phải bảo vệ. Mà người này manh động thì người ta sẽ có cách, mà không có phải là ai cũng có thể bị giết một cách dễ dàng. Nhớ như vậy. Tại sao mình mở con đường máu làm chi, để cho mình đã khổ càng đi đến cái tận cùng của một cái sự đau khổ để làm gì? Chưa chắc đã dạy được. Cho nên đừng đẩy mình vào cái chỗ mà coi như cùng cực. Mình phải chấp nhận một cái gì đó. Bây giờ là lúc mà những người có cộng nghiệp với mình phải giang tay ra. Bởi vì mình ở trong cái khu phố này thì tất cả bà con lối xóm trong khu phố này là cộng nghiệp của mình. Chánh quyền địa phương đây là cái cộng nghiệp của mình. Mình phải nương tựa vào đấy. Đó là cái sự chống đỡ hợp pháp nhất, hợp tình nhất, hợp lý nhất. Chúng ta cần phải có cái sự nương tựa đó, rồi từ từ chúng ta giải quyết vấn đề. Còn bây giờ mình cảm thấy mình quá cô đơn, mình quá đơn độc, mình không có thể nào mình giải quyết được, cho nên mình đi đến cái chỗ sai lầm này. Và bây giờ đó là cái lớp trẻ đó, nó không phải bị những chuyện đó, nhưng mà khi nó muốn cái gì mà giờ nó không đạt được, hoặc nó cảm thấy nó không có khả năng đạt được thì nó chết. Kể cả những người mà ta nói rằng người ta đã thành đạt rồi, và bây giờ cũng không thấy một cái giá trị gì trong cái sự thành đạt đó, thì người ta chấp nhận thay đổi bằng cách chết. Tất cả những cái suy nghĩ đó, những cái hành động đó đó, thì đều là đưa mình tới cái chỗ đó là xấu hơn chứ không có tốt hơn. Vì tất cả chúng ta đây đều biết rằng chúng ta không đi tái sanh bằng cái thể chất này, mà chúng ta đi tái sanh bằng cái tâm của chúng ta. Và bây giờ ôn lại trước khi chúng ta hết cái bài kinh ngày hôm nay, thì tóm lại tất cả những điều mà Đức Phật dạy chúng ta nên làm hay không nên làm, nó đều nằm vào trong chữ giới luật. Chúng ta có năm giới thì chúng ta nên giữ giới và hành giới. Còn nếu chúng ta phạm giới thì đó là chúng ta đi con đường sai lạc, chúng ta đi con đường đau khổ đây. Khi chúng ta không giữ giới thì chúng ta đi con đường đau khổ. Và nếu chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới thì chúng ta đi vào con đường tiến hóa tâm linh. Như vậy ai nói rằng là không biết tu bắt đầu từ đâu, thì xin trả lời bắt đầu từ năm giới. Từ năm cái giới. Và cái con đường nên làm và không nên làm thì Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta. Con đường nên làm đây, và con đường không nên làm đây, nó nằm ở chỗ tham, sân và si. Con đường nên làm là vô tham, vô sân và trí tuệ, trí tuệ tâm linh này. Rõ ràng rạch ròi hai con đường đó. Và con đường này đó, tóm lại là chữ ác. Và con đường này tóm lại là chữ thiện. Đạo Phật có thiện và có ác. Thiện thì có ba cái nhân lành, và ác thì có ba cái nhân không tốt, đó là tham, sân và si. Rạch ròi như vậy. Và khi chúng ta phạm bất cứ một cái giới nào thì trong tâm cũng đều có sự xuất hiện của tham, sân và si. Thì có nghĩa rằng chúng ta gieo xuống những cái hạt giống thiện, tức là những cái nhân nè, hạt giống là những cái nhân, nhân thiện. Hay chúng ta gieo xuống những cái hạt giống, tức là những cái nhân bất thiện. Chúng ta đang gieo, gieo từ trong suy nghĩ của mình, gieo từ trong cái lời nói của mình, gieo trong cái ứng xử của mình. Nó hiện ra rõ ràng vậy. Chúng ta học cái nghiệp này thì chúng ta thấy nó không phải ở trong kinh điển, mà nó ở trong chính trong cái đời sống của mỗi chúng ta. Dẫu chúng ta sanh ra bất cứ một cảnh giới nào thì cái dòng tâm thức này vẫn trôi chảy trong tâm của chúng ta, trôi chảy trong tâm của mình.
Cho nên chúng ta không lấy làm lạ rằng những con vật nó làm mẹ đó thì phần lớn nó bảo vệ con đó, nó thương con đó, nó hy sinh vì con đó, nó cũng như con người thôi. Bao giờ chúng ta chấp nhận rằng cái con vật này có đầy đủ lục căn, và chúng ta có đầy đủ lục căn, và chúng ta hiểu rằng chỉ vì cái quấy nhiễm thuộc về si này nè quá mạnh, trong cái lúc đâm chung thì chúng ta phải mang thân của súc sanh. Vậy thì chúng ta có nên cho mình cái quyền, cái quyền là mình là con người đó, là có cái tâm linh mạnh hơn cái loài súc sanh, mình có quyền ăn thịt nó không? Cái đó mình tự cho quyền. Nếu mình là thật sự là con người có cái tâm linh mạnh hơn thì nơi mình đã xác định cái điều thiện nó ở trong tâm của mình rồi. Bởi vì trí tuệ tâm linh là để phân biệt giữa thiện và ác. Nếu mình phân biệt được thiện và ác thì mình thương cái kẻ tâm tối thiếu trí đây, hay mình đoạt cái mạng sống nó cho cái xác thân của mình. Cho nên khi chúng ta không biết và phước chúng ta không đủ thì chúng ta sinh ra nơi một cái vùng đất sống mà con người ta lấy cái thịt của những chúng sinh khác nuôi cái mạng sống của mình làm bình thường. Đó là cái cộng nghiệp xấu của chúng ta. Phải sinh ra trong một cái cộng đồng như vậy mà mình thoát ra được rất là khó. Nhưng nếu mình biết được Phật Pháp, mình hiểu được cái điều này thì mình sẽ tự nói với mình nên thoát ra ngay khi cái kiếp này mình biết, hay mình còn chờ đợi cho đến bao giờ? Và chúng ta hiểu rằng đó, nghiệp là thói quen mà. Nó có thói quen tốt và có thói quen xấu. Mà thói quen là gì? Là chúng ta luôn luôn lặp lại, lặp đi lặp lại trong suy nghĩ mình, lặp đi lặp lại trong cái quan niệm, trong cái thành kiến, trong cái định kiến của mình, trong cái quan điểm của mình. Nó là sự lặp đi lặp lại. Và nó lặp đi lặp lại trong cái cung cách mình ứng xử. Và cái thói quen này nó cũng hình thành nên một cái chữ là nghiện. Chúng ta thấy người ta nghiện rượu, nghiện bài bạc, nghiện ma túy, nghiện nam nữ, nhưng người ta còn nghiện trong thói quen ăn uống. Cái thói quen ăn uống nghiện thịt không thể bỏ được, vì đã quá nhiều kiếp đó, chúng ta sống như thế. Và bây giờ thay đổi một cái thức ăn khác không thể nào chịu đựng được. Nghiện mà. Nếu những người thanh niên không hút thuốc thì thuốc lá đối với họ không có giá trị gì hết. Nhưng mà một người đã nghiện thuốc lá rồi thì ngày hôm nay mà cắt thuốc thì người ta cứ giật giờ, người ta không sống được. Người ta ngỡ rằng thuốc lá đem lại sự thông minh, nhưng đó là sự lừa dối trong cái thói quen nghiện ngập của mình. Và khi đã nói một cái thói quen là nghiệp mà nó thành nghiện thì nó phải đi theo cái sự tâm tối của nó. Nó đi theo sự tâm tối của nó. Và cái luật, nếu mình giết người ta ăn thịt thì có một ngày nào đó mình cũng sẽ là cái nạn nhân để người ta ăn thịt lại, để mình cảm nhận được cái hành động của mình gieo xuống là như thế nào. Và chúng ta xuất hiện trên cái cõi đời này, cái phước báo chúng ta làm người là chúng ta học từ trong cái đau khổ cũng như hạnh phúc của chúng ta những bài học về tâm linh. Có nghĩa là
Khi chúng ta được nhiều cái thuận duyên trong cái đời sống, chúng ta được hạnh phúc an vui, chúng ta hiểu rằng chúng ta đã gieo trồng được những cái điều lành, những cái điều đúng, những cái điều tốt. Khi cái sự bất hạnh đau khổ đến chúng ta quá nhiều, không phải để chúng ta oán trách cái hoàn cảnh, cũng chúng ta không đổ tội cho bất cứ ai, cũng không có tự trách mình, mà chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sai nhiều quá rồi, bây giờ có nên sửa lại không? Tự trách móc mình, tự tủi thân lấy một mình, tự thấy rằng mình quá dở, quá thấp kém, quá ngu dốt. Tất cả cũng chỉ là những cái cú đánh hành hạ trong cái tâm thức của mình, để rồi tự mình vùi dập mình, không có một cái giá trị nào ngoài cái chuyện đưa chúng ta xuống ngọa lạc mà thôi. Cho nên nhận ra cái điều đó để thấy rằng mình sai rồi, để sửa, sửa là không. Cho nên chữ tu có nghĩa là sửa. Mà chữ tu đi với chữ tập. Sửa lần thứ nhất không được, tập sửa nữa. Thấy còn sai, tập sửa nữa. Thấy còn sai, tập sửa nữa. Cho nên nói là tu tập. Như vậy cái tu tập này chính là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp ở chỗ nào? Từ cái chỗ cái tánh mình nóng giận quá, tánh mình nóng quá, tánh mình tham dục nhiều quá, mình sửa đổi, mình bớt đi. Thấy không? Mình niệm Phật nè, mình trì kinh nè, mình hành thiền nè, mình hướng về điều thiện nè, là mình chuyển. Chuyển từ cái xấu, chuyển đến cái tốt. Cho nên gọi tu là chuyển nghiệp, tức là từ cái chỗ mình đi sai, sửa lại cho đúng. Từ cái chỗ đi vào tâm tối, bây giờ hướng ra con đường sáng. Tu là chuyển nghiệp. Nghiệp do mình gieo, chuyển cũng do mình. Hạnh phúc cũng nằm trong suy nghĩ đúng của mình, đau khổ nằm trong suy nghĩ sai của mình. Mình nói do người ta xúi biểu, do người ta làm áp lực với mình, chuyện này có. Người ta có xúi biểu thiệt, và người ta có làm áp lực với mình thiệt, nhưng mình đồng ý hay không? Nếu do sợ hãi mình đồng ý, thì mình đã nối kết cái điều sai đó bằng cái tâm sợ hãi của mình. Nó là tâm sân, nó là pháp bất thiện. Và chỗ này chúng ta hỏi mình nên giữ giới hay là mình nên thỏa hiệp với cái điều sai, cái điều xấu ác. Mình nói đi. Và phần lớn đó chúng ta sống như thế này đây, chúng ta bảo vệ cái ngã của mình, và chúng ta sẵn sàng làm những điều trong bóng tối. Vì chúng ta đây không sợ điều xấu ác, nhưng chúng ta sợ người ta nghĩ xấu về mình. Cái đó mới là cái kinh khủng. Quý vị thấy một cái vụ án, hai vợ chồng đặt tất cả tin tưởng vào đứa con gái. Nó lúc nhỏ học giỏi thật, nhưng lớn lên ham chơi, mà không có đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ. Và vì cha mẹ tin tưởng cho nên là nó xin cái gì, mua sắm cái gì, học hành cái gì, ông bà đều tin tưởng cho tiền hết. Thì bây giờ nó rơi vào trong cái tình trạng đó, là nó không có còn học hành đạt được nữa. Thì nó dùng cái đồng tiền cha mẹ nó cho để nó mua bằng cấp. Nó mua những cái giấy, những cái giấy mà chứng nhận rằng nó học giỏi, nó thành công thế này. Thì sau đó đó, thì nó vào đại học, nhưng cũng là một cái đại học do nó mua cái tờ giấy trúng tuyển vô thôi. Thì cho đến khi đó là coi như nó không biết rằng là cuối cái năm đại học này nó sẽ có tiền để nó mua cái tờ giấy mà nó lên năm thứ hai thế nào, rồi lên năm thứ ba thế nào. Thì cái cùng cực của nó là nó quay trở về nó thuê, nó còn cái đồng tiền nó có thể lấy được cha mẹ, nó thuê người giết cha mẹ nó chết, để mà nó không phải đối mặt với cái chuyện đó, là làm sao nó nói với cha mẹ nó rằng đó là nó không có vô đại học được,
để bảo vệ rằng nó vẫn vô đại thừa, nó giữ được cái tiếng tốt đối với cha mẹ, nó giữ được cái kỳ vọng đối với cha mẹ. Nhưng mà cái ác nghiệp này nó dám phạm để giữ một cái mà không có để giữ, không có để giữ. Và nên nhớ rằng tất cả chúng ta đây, nếu chúng ta không hiểu cái điều này á, là mình yêu cái tự ngã của mình, mà mình không thấy thực chất rằng thân này cũng vô ngã, tâm này cũng vô ngã, mà mình thấy rằng có cái ngã thì giá nào cũng là bảo vệ cái tự ái của mình, cái sĩ diện của mình. Và mình coi thường những cái điều xấu ác này, chấp nhận phạm những cái điều xấu ác để mà mặc cái lớp áo cho cái ngã của mình. Giữa pháp thế gian và pháp chân đế khác nhau ở chỗ đó. Cho nên á, có một cái người đó đó, có một cái thằng con khó dạy lắm, bắt nó nằm xuống quánh, quánh cái nào đau cái đó. Nó nói, nó khóc lên, nó nói: ba ơi, đừng đánh con nữa, con sợ lắm. Ông hỏi: con sợ cái gì? Nó nói: sợ ba đánh. Đánh tiếp và đánh rất mạnh. Nó nói: ba ơi, con sợ rồi, ba đừng đánh con nữa. Ông hỏi: con sợ cái gì? Con sợ cái roi của ba lắm. Quánh tiếp. Nó nói: ba ơi, con sợ rồi, con không dám nữa. Ông hỏi: con sợ cái gì? Con sợ con làm lỗi để ba đánh con. Ông nói: được, nếu con thấy rằng đây là cái tội lỗi mà con đã phạm phải, và con biết rõ rằng đây là cái gốc mà con phải chịu đánh đòn, cái gốc để con chịu đau khổ, thì con ngừng lại chỗ này, ba không đánh con nữa. Và chúng ta có bao giờ chúng ta nghĩ rằng cái mà chúng ta phạm giới đây, không? Cái mà chúng ta phạm vào những cái pháp bất thiện này đây, là cái mà sẽ một mình phải đi con đường thoái đọa, không có ai cứu mình hết. Vậy mình thương mình có nên phạm giới không? Mình thương mình có nên làm những điều xấu ác không? Không. Người ta trước nhất, người ta thương cái bản thân người ta, cái sĩ diện người ta, sau nữa người ta che đậy cho người thân trong gia đình người ta, sau nữa người ta bảo vệ cái gì đó người ta không biết, nhưng nó đều là hư ảo. Còn một cái sự thật là cái ác nghiệp không nên phạm tới thì người ta lờ đi, vì những cái giá trị tâm linh này nó không hiện hữu ngay tức khắc, ta không nhận được. Cho nên bao giờ chúng ta nói với mình rằng mình rất sợ phạm giới, còn ngoài ra không sợ cái gì cả. Người ta có nói mình xấu xa như thế nào, để có nói mình độc ác như thế nào, người ta có nói mình bậy bạ như thế nào, thì trước tiên á, mình xét lại mình có phạm những điều đó không. Nếu phạm thì xin sửa chữa, còn nếu mình không phạm thì mình đừng có phạm giới, mình đừng có dùng những cái điều xấu ác của mình để mình ứng xử lại cái điều xấu ác đó. Mình luôn luôn bảo vệ cho cái huệ mạng của mình ở đây. Đấy. Huệ mạng của chúng ta đây chính là cái phần trí tuệ tâm linh để chúng ta phân biệt thế nào là thiện, thế nào là ác. Còn khi chúng ta không bảo vệ huệ mạng của chúng ta thì chúng ta bảo vệ cho cái ngã của mình, cho cái sĩ diện của mình, sĩ diện của gia đình mình, của dòng họ mình. Tất cả đó là nó gá nghĩa vào là cái nhân duyên. Một mai khi cái nhân duyên này hết, nó tan rã rồi, thì tất cả những cái đó đều là ảo ảnh, đều là hư không. Nhưng cái phạm giới này là sự thật, và chúng ta phải trả giá cho cái sự thật này, chứ không phải cho những cái hư ảo đó đâu. Nhưng mà chúng ta đã sống rất là phù phiếm, chúng ta không sống một cái sự thật, chúng ta không thấy, không nhìn thấy một cái sự thật. Và nếu chúng ta nhìn thấy một sự thật đó, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi vậy: mình yêu cái gì nên mình vậy?
mình yêu cái gì nó cái người này vậy. Và tận cùng của cái sự yêu mến đó, có thật sự mình yêu mến cái người đó hay không, hay là mình yêu những cái ảo ảnh mà mình phủ trùm lên cái người. Tình yêu là đây. Chúng ta đã trùm cái cầu dòng ngũ sắc lên cái đối tượng mà chúng ta thấy thích hợp một cái gì đó, và chúng ta đem cái cầu dòng này chúng ta phủ trùm. Và suốt một cái cuộc đời chúng ta đó, chúng ta bám theo cái cầu dòng. Kể cả khi đó chúng ta đích thực ra thấy rõ cái người này rồi, thì chúng ta đây đó đau khổ vì ảo ảnh của mình, chứ không phải đau khổ vì cái người này. Người ta không buông cái ảo ảnh này ra, và ta trôi lăn trong bao nhiêu kiếp cũng chỉ vì cái ảo ảnh này. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng trôi không tiếc, vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, ai dè giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Mình yêu chính cái ảo ảnh của mình nó tạo ra, và mình phủ trùm lên cái đối tượng này, là một cái phương tiện để mình phủ trùm những cái ảo ảnh này. Ngay cả đó, người ta thương con người ta, nhưng nhìn vào trong cái chiều sâu của tình cảm đó, thật sự người ta có thương cái đứa nhỏ này hay không? Thương nó như là nó, hay là mình lại chụp một cái ảo ảnh lên nó để mình yêu chính cái ảo ảnh của mình? Cho nên người ta nuôi con, người ta đẻ con ra nuôi con người ta, người ta thấy con người ta là nối dài cái niềm hy vọng đời của người ta. Con người ta là chấp cánh cho những cái ước mơ mà ta đã dang dở rồi. Con người ta là nối dài cái sự sống và cái ước muốn của người ta. Vậy đứa trẻ này là một cái phương tiện để cho những cái gì mà mình chưa kịp làm, không thể làm được, nó phải làm thế mình để mình thỏa mãn. Hãy xem xét lại chúng ta có đích thực yêu mến hay không. Hãy xem xét lại chúng ta có đích thực yêu mến chính mình không, hay là chúng ta đây đó cũng tạo một cái ảo ảnh cho mình. Đấy, bản thân chúng ta đứng đây và chúng ta cũng vẫn phủ trùm một cái ảo ảnh về mình. Cho nên mình yêu tự ngã của mình, và mình phục vụ cho những dục vọng của mình. Nó muốn cái gì cho nó cái đó, muốn cái gì đáp ứng cái đó, mà chưa hề hỏi rằng những cái điều mình muốn đây thiện hay bất thiện. Mình chưa hỏi nó cái điều đó, chỉ thấy nó muốn quá, chỉ thấy nó khao khát quá, làm cách nào để đáp ứng cho nó. Thật sự mình có yêu mình không, hay mình bị những cái dục vọng mà nó thành ra cái nghiện, từ vô lượng kiếp nay nó có cái điều kiện thì nó trỗi dậy, để chúng ta phục vụ cho nó đúng không? Hãy xem lại. Chỉ khi chúng ta làm người, chúng ta mới có được cái phước báo đó về tâm linh, để hỏi nó rằng những cái gì mình dục giả đây thiện hay bất thiện, chỉ có con người mới hỏi được câu hỏi đó. Súc sinh không hỏi được câu đó là bởi vì nó tái sanh trong lúc nó tâm tội. Và ở đây không nói học vấn, mình không biết một chữ nhất một, chuyện đó không có vấn đề gì cả. Chỉ có vấn đề đó là chúng ta hỏi rằng việc này thiện hay bất thiện, thì cái người dốt vẫn hỏi được. Và cái người bị mê mờ nhiều nhất á, chúng ta nhìn toàn thế giới này, chính là những người có phước báo, có ăn học, có bằng cấp, có địa vị xã hội, có nắm quyền lực trên ta, nhưng cực kỳ tâm tối. Vì nơi cái tâm thức người này nè, nó bị che bởi thứ nhất là tiền,
thứ hai là danh, cái thứ ba là quyền lực, nó dán lại. Cho nên người trí thức cực ác, chứ không phải người trí thức cũng ác. Tại sao vậy? Vì cái trí thế gian người ta sắc sảo, mà khi nó phục vụ cho cái điều ác á, thì nó kinh hoàng hơn cái người mà trí thế gian á, nó không có sắc sảo. Nhìn đi, toàn thế giới. Và từ cổ chí kim, và kể cả khi nào cái quả đất này nó còn, mà nó còn trong cái thế giới của những chúng sinh mà ở vào trong cái luân hồi này, thì việc đó còn. Nó không hết. Cho nên chúng ta tiến hóa bằng cái trí tuệ tâm linh này. Và nó nằm đây, nó là sở hữu trí tuệ đây. Nó không nằm ở cái sở hữu tưởng này đây. Không nằm. Cái phước báo về sở hữu tưởng làm cho mình học giỏi, nhưng phước báo tâm linh mình không trổ sanh á, thì mình dùng cái giỏi đó để mình tạo nên tiền bạc, để tạo nên danh phận và để tạo nên quyền lực. Tất cả cái đó là một cái nỗi ám ảnh trong cái đời sống của tất cả chúng ta sanh ra ở cõi dục. Nó là một nỗi ám ảnh. Nói một nỗi ám ảnh tại sao? Tại vì không phải chỉ có người có quyền lực mới khao khát tăng trưởng quyền lực của mình, mà ngay cả chúng ta không có một cái quyền lực gì hết á, chúng ta vẫn khao khát cái đó. Hả? Mình sống chung với ai là mình muốn mình chi phối người ta. Đó là cái nỗi khao khát về quyền lực ám ảnh mình. Nó ám ảnh cho đến thành ra một cái mà nó nằm trong cái giáo dục gia đình. Bà mẹ có con gái nói: con, cái buổi tới tân hôn đó con nhớ nha, để cho chồng con nó máng cái bộ đồ vest nó lên trước, rồi con máng cái áo dài con lên cái áo nó. Còn cha mẹ của chàng rể thì nói: con là phải để ý nha, con vợ con nó treo cái áo dài lên á, thì con phải máng cái áo vest con lên. Hai cái người trẻ này nói: sao kỳ vậy, thì người máng một cái cho nó sạch sẽ, cho nó đồ của ai cho nó phân biệt ra. Nói: mày sao mà khờ quá, má nói không có nghe, mày phải máng lên nữa sao mày mới dạ vợ mày được, còn mày nó phải máng cái áo lên nữa sao mày mới cầm quyền chồng mày được chứ, sao mày ngu quá nói còn nói tới nói lui. Thấy rõ chưa? Cái khao khát một cái quyền lực nó là một cái nỗi ám ảnh trong mỗi chúng ta, cho nên có cơ hội là nó lên. Bởi vì cái hồi á mà nghèo nghèo, cái hồi mà còn khổ khổ đó, nói chuyện lý tưởng đúng đắn tuyệt vời, và nói bằng cái tâm chân thành, thì cho anh quyền lực rồi, cho anh quyền lợi rồi, thì lúc đó những cái điều mà cái ngày mình nói với nhau rất là đẹp đẽ đây, rất là lý tưởng đây, còn hay không? Thì phải nhớ tới ba cái chữ này: tiền, danh vọng và quyền lực. Chồng vợ cũng như vậy, anh em cũng như vậy, và cả cái tất cả những ai lên cầm quyền cũng như vậy. Còn cái người nào đó mà giữ vững được cái điều mình nói ngay khi còn gian khổ, ngay khi còn bần hàn mà giữ được, những người đó xứng đáng là thánh nhân. Còn ngoài ra đều là phạm phu và phải rơi vào cái con đường đó. Cho nên chúng ta học vi diệu pháp không phải để phê phán người khác, mà để nhận ra khi chúng ta sanh ra là con người ở cõi dục này nè, chúng ta có những cái đặc điểm gì mà chúng ta phải gánh vác nó. Đây, đó là những pháp bất thiện mà chúng ta phải gánh vác nó, bởi vì chúng ta đã tạo ra bằng tất cả những pháp bất thiện này đây. Chúng ta thấy để chúng ta kiểm soát nó. Cũng như mình biết rất rõ rằng trong cái công ty mình đang làm giám đốc đây, cái bề mặt thì nó tử tế với mình đó, chứ bề trong 5-7 con sâu mọt này đó, nó làm cho mình đó là coi như là phá sản giờ nào không hề. Thì đời sống nội tâm mình cũng vậy mà. Đây nè, những cái nhân viên mà bề mặt thì tử tế,
mà bề trong đó thì nó phản trắc và nó đục khoét mình bất cứ giờ nào. Thì đây là tham sân si đây, ba nhân duyên này đấy. Bề mặt nó tử tế là sao? Muốn gì cho hưởng cái đó, nó thỏa mãn cái tham muốn của mình, nhớ không? Nó tử tế mà, nó rỉnh nọt mình mà, nó làm cho mình rất là tin tưởng nó. Nếu không thì mình đã không theo nó khi cái tâm mình cuộn trào một cái niềm tham muốn, những cái dục vọng nóng bỏng trong cái đời sống tâm thức mình ngày đêm nó dục dã mình, mình đâu có từ chối nó đâu. Chứng tỏ nó đã cám dỗ mình được, thì những nhân viên này nó che mắt mình mà. Mình là giám đốc của một công ty, trong đó có vô tham, vô sân, có trí tuệ và có tham sân si. Mình điều hành như thế này mà công ty này tồn tại. Còn nếu mình không điều hành khéo thì công ty này sẽ phá sản. Cuối cuộc đời chúng ta đóng nắp hòm lại để chúng ta tái sanh vào các cõi khổ, đó là công ty đã phá sản. Một kiếp người đã phá sản. Và nó đến chúng ta bằng cái gì? Bằng cái mạnh mẽ nhất và điên cuồng nhất, đó là tình yêu nam nữ. Phần lớn người ta bị nó hủy hoại, và nó phá hoại có nhiều cách. Sư cô có quen với một cái người thời trẻ là một người rất là tài hoa, cầm cái cỏ lên vẽ rất đẹp và sống rất là, gọi là một cái đời sống đó, mơ mộng và lãng mạn, nhưng mà trong sáng, yêu thơ văn, yêu hội họa, yêu âm nhạc, và sống một cái đời sống phải nói là trong sáng vô tư. Rồi sau đó là đi nước ngoài, rồi có chồng. Thì cái cuộc hôn nhân đó không thể nào nó đáp ứng được một cái con người lãng mạn và mộng mơ vậy. Bởi vì mình gặp một người chồng thực dụng mà. Và nó thực dụng cho đến bây giờ đó. Ngoài 70 tuổi thì ông nói thế này: bây giờ tôi muốn về Việt Nam, tôi sống với gia đình tôi, với quê hương xứ sở của tôi. Thành ra tôi đề nghị bà đó, bây giờ ly dị, bán cái nhà này chia hai, vậy là công bằng, bởi vì hai đứa không có con. Thì bà nói thế này: cái chuyện ly dị không phải là chuyện khó với mình đâu. Tại vì cái khi mình đau nặng nó sắp chết đó, thì ông đã làm một cái việc mà đời đời kiếp kiếp mình không quên, là ông lấy hết. Khi mình nằm bệnh viện mà mình thấy là không có sống nổi đó, thì ông lấy hết cái tài sản của mình, ông chia cho gia đình ông. Mà có một món mà mình không bao giờ muốn ông xâm phạm, thì ông xâm phạm trắng trợn. Cái món mình muốn đó là cái tủ sách của mình, với tất cả những cái sự sưu tập mà mình đã sống với nó đó. Thì mình còn nằm trong bệnh viện mà ông đem đưa hết cho gia đình ông. Thành ra khi trở về đó, cái cuộc hôn nhân này nó trống rỗng rồi. Nhưng mà bây giờ nó đẩy mình vào một cái tình thế nó không biết phải làm sao. Bây giờ cái căn nhà này đó bán thì chi đâu, thì chuyện nó dễ rồi. Ông có đem đồng tiền mà ông sử dụng đâu không biết. Nhưng mình có một cái khó khăn như thế này. Ví dụ bây giờ mình bán cái nhà đó là 300.000 đô, thì 150.000 đô này đó là mình phải coi như là trong cái nhà băng nó biết rồi. Thì bây giờ cái tiền đó người ta sẽ trừ vào mỗi một tháng như vậy, thì cái tiền già chứ không phải là tiền hưu, mình không có tiền hưu, thì cái tiền già đó nó sẽ trừ vô, cho đến khi nào hết rồi thì nhà nước mới trợ cấp. Thì mình sống như cái con cá đó mà nó chỉ ướt được cái làn da thôi, chứ nó không bơi lội được. Tại vì trước đây đó, khi mình lãnh cái tiền già thì cái nhà ở được, thì cái tiền già này mình có thể là coi như là đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, hoặc là có thể làm từ thiện, có thể đi cúng chùa, hay là mua kinh mua sách, hay là làm cái gì theo ý mình, thì nó cũng có một chút xíu. Còn bây giờ là nó khô rồi. Và thứ nhất bây giờ ở thì ở đâu cũng phải trả tiền, và cái tiền người ta tính vừa đủ để cho mình sống thôi, cũng như con cá nó vừa đủ có nước để nó không khô da thôi, chứ còn bơi lội không được. Vì thấy tàn phá chưa?
Và bây giờ bao nhiêu thơ ca là biến hết rồi, cầm cái cỏ lên vẽ cũng không được nữa. Trong lòng đó chỉ có một cái nỗi ngậm ngùi, không biết cuộc đời mình trôi dạt cho đến bây giờ trên 70 tuổi rồi, nó ở trong một cái thế như thế này sao? Trống trước quạnh sao? Từ nghĩa đen cho tới nghĩa bóng, tới không được mà lui không được, mà lốc cũng không xong. Thấy sự tàn phá chưa? Nhiều hình thức để tàn phá lắm. Đó là một cái tàn phá nhẹ nhàng nhất, nhưng mà nó khô héo nhất. Đó chúng ta thấy được. Nếu mình không sáng suốt sao mình ra? Cho nên quả nghiệp nó trổ ra thiên hình vạn trạng. Chỉ duy nhất một điều chúng ta nhớ vậy. Chúng ta gieo cái hạt giống nào, chắc chắn nó trổ quả đó. Còn chừng nào nó trổ, khoan nói, vì nó phải đi trong tính quy luật của nó. Có nghĩa là trong điều kiện nào trổ được nó mới trổ, còn cái điều kiện nào chưa trổ được nó còn ém chỗ đó để nó chờ. Giống như cái hạt giống này mà chúng ta gieo xuống cái vùng đất mà nó đầy đủ phân nước, nó trổ liền. Nó nằm trong cái khe núi, nó phải chờ. Chứ không thể nào mà nó đơn giản, nó từ A đến B. Từ A đến B nó có chập trùng những cái điều kiện khác để mà nó mới đi đến cái sự trổ sẵn. Thì khi Đức Phật giảng về cái bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt này, thì Đức Phật cho hé cho chúng ta thấy cái sự chập trùng đó, bằng cách trong cái bài kinh này nói đến bốn cái vị chư thiên. Vị chư thiên này đó đã đắc thiền định và đã có thần thông. Và những gì bốn vị chư thiên này nói đều là đã đích mắt mình trông thấy, tận mắt mình đó là chứng kiến, chứ không qua trung gian của ai cả. Thì vậy thì mới phát biểu bốn trường hợp, bốn trường hợp mà các vị chư thiên này thấy. Còn đây là cái luật, tất cả những ngày bốn cái này. Thì khi mà cái công thức chung á là chúng ta gieo thì phải gặt. Thì chúng ta gieo cái nhân nào thì gặt quả ấy. Đây là cái công thức không thay đổi. Nhưng từ cái nhân này cho đến cái quả này nó có cái chặng đường. Cho nên nó trong cái luân hồi này đó, thì chúng ta gieo biết bao nhiêu cái hạt giống. Vậy thì trong cái hiện kiếp này, cái hạt giống nào ở trong quá khứ chúng ta gieo nó trổ, chúng ta chưa biết được. Vì vậy á mà nơi đây nó có những cái quả tương ưng và có những quả không tương ưng. Tức là gieo nhân lành gặp quả lành, hoặc là gieo nhân lành tái sanh theo cái quả lành, đó là tương ưng. Nhưng khi gieo cái nhân lành mà tái sanh vô cái chỗ khổ đó, là không phải do cái nhân lành này mà vô cái cõi khổ, mà do những cái nhân trước đây. Rất nhiều những cái nhân mà chúng ta đã gieo trồng đây, thì chưa biết cái chỗ nào nó đưa đến cái tái sanh. Vì hiểu này chứ. Nhưng mà bốn vị chư thiên này đó thấy rõ, cái người này đó là có tạo cái ác nghiệp, và quả nhiên là cái người này đó nhận cái quả ác khi họ tái sanh vào trong cái cõi dữ. Thì đây nó gọi là quả tương ưng. Còn trường hợp thứ hai, có tạo ác nghiệp nhưng mà người này khi tái sanh thì tái sanh lại hưởng cái quả lành, thì như vậy cái nhân và cái quả này không tương ưng. Thật sự không phải không tương ưng, mà khi cái đời này người này tạo cái ác nghiệp, nhân quả nó chưa trổ sanh, mà những cái trong tiền kiếp nó trổ sanh. Rõ này chưa? Đó.
Cũng như mình gieo trong vô lượng kiếp thì bây giờ đến lúc mình chết nó trổ xanh đây. Thấy không? Có những người đó vừa chết rồi thì những quả trong hiện kiếp này nó trổ xanh. Có những người từ những cái kiếp trước nó trổ xanh về đây. Thì cái này chúng ta nắm rồi. Ngày nay chỉ là ôn lại thôi. Để ôn lại thôi. Thì như vậy đó, khi mà mình làm cái thiện nghiệp thì cái quả tương ưng của nó là cái quả lành, tức là gieo nhân nào gặp quả đó. Nhưng mà có khi mình gieo nhân lành mà nó chưa kịp trổ xanh, nhưng mà những cái quả xấu từ tiền kiếp nó trổ xanh rồi, cho nên mình tái sanh vào trong cái cõi khổ. Chư thiên thấy như vậy nhưng không thấy rõ nhân. Và không thấy á, thì cái nhân gieo xuống nó phải có thời gian nó mới có trổ quả. Và nó còn bị những cái nhân khác, những cái quả khác nó chen vào. Và chúng ta sẽ học trong cái phần tới thì chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề này nữa để mà chúng ta học kỹ hơn chút. Đó, thì hôm nay mình ôn tới đây đi, rồi tới cái phần nữa chúng ta tiếp. Thì cũng trong cái bài kinh này đó, thì sư cô tóm tắt lại cho dễ hiểu đó, là có những cái phần mà Đức Phật chấp nhận và có những cái phần Đức Phật không chấp nhận. Tức là bốn vị chư thiên do thấy rõ biết rõ bốn cái trường hợp mà như chúng ta đã có trình bày đây đó. Mà sư cô nó xếp nó đi từng cặp. Hai cái này nó giống nhau, chỉ có cách là cái cách trình bày nó đa dạng thôi, chứ nó là một. Phạm giới có nghĩa là có ác nghiệp. Phạm giới này tái sanh vào cõi dữ. Có ác nghiệp thì phải nhận cái quả ác. Thì đây là hai cách nói, nhưng nó cùng một nội dung. Chỉ vậy, nó đi đúng cái công thức đó, gieo nhân nào gặt quả đó. Bây giờ cái thứ hai, cái người này phạm giới, tức là có cái ác nghiệp. Phạm giới nhưng tái sanh vào cõi lành. Có ác nghiệp nhưng nhận cái quả lành. Thì như vậy không phải rằng gieo nhân lành mà gặt quả xấu, không phải vậy. Nhưng mà cái người này khi mà gieo cái nhân xấu ác này đó thì nó chưa kịp trổ sanh. Chết rồi tái sanh lại nó chưa kịp trổ sanh. Bởi vì năm cái động tốc giữa nè, nó sẽ trổ sanh bất cứ kiếp nào khi chúng ta còn luân hồi. Do đó đó mà cái quả đang làm trong hiện kiếp này đó, khi thân hoại mạng chung thì nó chưa trổ. Nó chưa trổ mà cái quả khác nó trổ, chứ không phải nó sái cái luật nhân nào quả ấy. Chúng ta nhớ chưa? Đó. Vì nó có cái từ ngữ mà hôm trước sư cô có giải thích rồi đó. Nó gọi là dị thời nghi thục. Dị thời nghi thục. Dị là khác, thời là thời điểm đó. Nghi có nghĩa là mà, thục là nó chín mùi. Tức là khi cái nhân mình gieo xuống đó, thì nó lúc nó trổ xanh đó, là nó phải khác cái thời điểm gieo xuống. Cái thời điểm đó, nó có thể dùng cái chữ hiện tại. Cái thời điểm đó có thể dùng cái chữ hiện kiếp. Cái thời điểm đó có thể dùng ngay lúc này hoặc là ngay sau đó. Thì cái này tất cả mọi người đều biết hết rồi. Thí dụ như bây giờ mình đánh người ta cái bóp thì người ta đánh lại liền, thì cái gieo cái nhân trổ quả liền. Mình tàn bạo với người ta, ta tàn bạo lại liền, thì gieo nhân nào trổ quả đó trong cái hiện tại, nằm trong hiện kiếp. Có khi gieo cái nhân này rồi chưa trổ, nó còn ngầm mỹ. Ví dụ như cái nhân mà ngồi tám thì nói xấu người ta đó chẳng hạn vậy, để chưa trổ ngay đâu. Nhưng mà có lúc nào nó sẽ đưa ra đâu chứ. Có lúc nào đó người ta biết thì người ta không có muốn thấy mình nữa. Ta sợ, ta không muốn thấy. Và trong mọi hoàn cảnh thì người ta không có nghĩ tốt gì mình nữa. Thì nó trổ nhưng mà nó âm mỹ, nó âm mỹ, nó âm mỹ. Cho nên mới nói là khi cái kẻ mà si mê đó,
làm cái điều ác á, thì như sữa nó không có đông ngay, mà cái ác này nè nó cứ cháy âm ỉ trong cái đời của người này cho đến lúc nó bùng lên. Thì như vậy những cái quả, những cái nhân mà thuộc về bất thiện đây, thì khi nó chưa trổ sanh thì những cái nhân thiện nó trổ sanh, cho nên cái người này phạm giới mà đã ở cõi lành. Người này đó tạo ác nghiệp nhưng mà hưởng quả lành, thì không phải ác nghiệp trổ quả lành, không phải phạm giới mà ở cõi lành, nhưng vì nó chưa trổ ra, nhớ cái đó, nó chưa trổ ra. Nhưng mà nó không thể nói rằng là nó không trổ. Khi mà chúng ta học tới cái phần thứ hai của cái phần nghiệp này đó, thì chúng ta sẽ thấy là có những cái quả đó nó trổ, có những quả nó triệt tiêu. Thì chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ biết đó là khi nào chúng ta gieo cái nhân mà cái quả đó nó không trổ, chúng ta có học cái trường hợp đó. Còn bây giờ chúng ta học cái phần mà coi như là nó là tổng quát này đây, chúng ta nắm cái tổng quát này, sau đó chúng ta sẽ đi chi tiết, còn đi chi tiết nữa. Thành ra cái này nó đi một cặp như thế nào, nó có cái công thức. Nhớ cái này để chút nữa cái phần cuối đó, phần tới chúng ta học phần cuối đó, cái phần trong cái trang cuối cùng của cái bài kinh của mình á, kết luận đó là khó hiểu, nhưng mà nếu chúng ta nắm này chúng ta giải được. Như vậy này Ananda, có nghiệp vô hữu, tự vô hữu, có nghiệp vô hữu, tự hữu, có nghiệp hữu, tự hữu, có nghiệp hữu, tự vô hữu. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Và dưới này có chú thích. Thì cái phần này chúng ta sẽ hiểu qua cái căn bản này, vì cái lẽ đó mà sư cô viết ra đây, viết ra đây. Và trên cái căn bản này chúng ta sẽ giải này. Còn cái lời mà chú giải ở dưới cái phần này nè, nó có cái phần đánh máy không có chính xác, chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Nhưng mà chúng ta nắm cái công thức này, nắm cái công thức này thì chúng ta sẽ giải được cái công thức này. Và cái cặp thứ hai là cái người không phạm giới, có nghĩa là tạo cái thiện nghiệp. Tạo thiện nghiệp thì tái sanh vào cõi lành, tạo thiện nghiệp thì hưởng quả lành. Nó nói cách nào thì nó cũng là nó trổ cái quả tương ưng, nó đi vào cái công thức này. Nhưng mà cái phần thứ hai là không phạm giới, tức là tạo cái thiện nghiệp mà lại tái sanh vào cõi dữ, mà lại hưởng cái quả dữ, thì đó không phải rằng là cái nhân tốt mà trổ quả xấu, không phải vậy. Nhưng vì khi mình gieo xuống á, thì nó không có trổ trong cái hiện kiếp, và nó cũng không có trổ trong hiện kiếp đây, nó cũng không có trổ trong cái kiếp tới, mà nó trổ chưa biết lúc nào. Chúng ta nhớ như vậy. Chứ còn nếu không đó thì chúng ta không tin vào luật nhân quả. Quý vị thấy ngay chư thiên không? Vì chư thiên đã đắc tiền định, đã có thần thông rồi, thấy cụ thể vậy, cho nên là có những cái lời phán đoán về nghiệp không có chính xác. Và khi không chính xác vậy mà do mắt mình thấy, do mình chứng kiến hẳn hoi, thì những vị chư thiên này đó không tin cái gì khác hơn cả, cho nên phán những lời chắc nịch. Và chính cái đó nó hình thành nên cái tà kiến. Chúng ta nhớ lại cái bài mà chúng ta học về tà kiến, cái bài kinh Phạm Võng đó. Nếu mình nghĩ sai mà mình chấp vào cái sai đó là một cái tà kiến. Nhưng mình thấy biết rõ ràng, nhưng mình thấy biết một khía cạnh mà cái phán đoán của mình á, là cho phổ quát hết, thì cái đó mình giữ chặt cái đó. Tức là nó chỉ là một khía cạnh mà mình đưa đến cái toàn thể để mình phán quyết, thì cái này mình giữ chặt nó chính là cái tà kiến. Và cái tà kiến không đơn giản chút nào. Và nhiều lần sư cô giảng cho quý vị, sư cô có nói nè, trong kinh Đức Phật nói nè, trên cái thế gian này đó, một mặt trời mọc nó soi sáng, nhưng mà nửa quả đất bên kia nó chưa soi sáng được. Nhưng hai mặt trời mọc, ba mặt trời mọc, tới bảy mặt trời mọc thì cái chỗ nào nó cũng sáng rỡ lên hết. Nhưng tại nơi cái địa ngục tà kiến đó, thì bảy mặt trời phát sinh cùng một lúc vẫn tối tăm. Là bởi vì nè,
Cái si này đó đưa người ta đi vào lệch lạc và người ta nhất định không ra khỏi suy nghĩ của mình. Và cái này là cái chỗ đó, là khi mà mình đó, mình thành ma đó, và mình giữ nguyên cái suy nghĩ đó, lâu ngày nó thành cái tà kiến đó, thì mình sẽ ở trong kiếp ma không biết bao nhiêu kiếp. Nếu mình bị dính vào một cái chút gì đó mà mình phải tái sanh trong cõi ma giới để mình lãng giảng ở cái nơi, ở cái chỗ mà mình bám víu vào, mình cứ đi lẩn vẩn như thế để bám vào đó. Cũng như đó, trong cái đời sống nội tâm chúng ta đó, chúng ta thích cái gì chúng ta bám vô cái đó, nó không có rời ra. Một miếng ăn, một cái áo để mặc, một cái đôi giày để mang, một cái kiểu tóc, ngay cả cái quan niệm về cái đời sống chúng ta bám vào trong cái chỗ đó. Mà bám chặt chừng nào, bám không thay đổi chừng nào, thì nó đi vào con đường tà kiến chừng ấy. Và ngay cả chư thiên là những người có cái phước báo đó, là đắc thiền định tới ngũ thiền và đắc cả thần thông rồi, mà khi cái nhìn phiến diện của mình mà mình gói, mình nô lệ cho cái trồng, cái tầm nhìn mà phiến diện của mình á, thì vẫn là tà kiến, nhưng rất là khó thoát ra. Cho nên phải mở ra mình mới hiểu là mình biết cái này, còn cái khác mình chưa biết, mà nó ngộ lắm. Mình phải kinh qua trong cái đời sống nội tâm mình, mình mới biết cái khi nào cái phước báo mình trổ sanh có những chuyện rất là lạ lùng. Ngược lại, cái khi nào mà những cái quả xấu của mình trổ sanh nó cũng rất là lạ lùng. Từ cái lạ lùng đó mình mới nhận ra rằng quả thật không phải trong cái đời này nè cái tài năng mình là quyết định, không phải trong cái đời này nè cái sự khôn ngoan, cái sự sáng suốt, cái sự giỏi giang của mình là quyết định. Không, nó chỉ là một yếu tố mà thôi. Và cái yếu tố này nó bị chi phối bởi cái phước báo. Tài năng này, sức khỏe này, sự giỏi giang này, sự khôn khéo này, nếu có không có phước báo thì có khi nó quật ngược ra lại năm đấy. Và phước báo này là nó do mình tích lũy những cái điều thiện của mình, mình tích lũy cái sự học hỏi về giáo pháp và tu tập của mình. Ở đây sư cô hoàn toàn không nói vấn đề tôn giáo. Đạo Phật không phải là tôn giáo. Khi mình học cái giáo pháp này là mình học một cái chân lý về mặt tâm linh. Cái sự vận hành về mặt tâm linh của mình nó sẽ đi con đường nào, trong cái sự vận hành đó chúng ta đang học về cái chân lý của tâm linh. Chúng ta không đi vào trong một cái niềm tin không có trí tuệ. Cho nên giáo pháp này là một cái môn học. Và chúng ta phải tiếp nhận, không phải không những bằng cái trí thế gian của chúng ta đó, là cái sở hữu tưởng đúng, vậy chúng ta ghi nhận cho đúng. Mà phải có phước báo á, thì cái trí mà thuộc về sở hữu tưởng đúng đó, nó mới khởi sanh lên được. Đó là một điều căn bản. Cái điều thứ hai nữa là khi chúng ta tiếp nhận cái giáo pháp này đó, chúng ta còn có một cái phước báo thứ hai nữa, là cái phước báo về thiện và thiện trí. Chúng ta đã huân tập từ nhiều kiếp rồi, thì bây giờ nó là một cái nền để chúng ta tiếp nhận, để chúng ta mở cái cánh cửa tâm linh của mình á, từ vô lượng kiếp chúng ta mở được. Còn không, nó sẽ khép lại. Nó sẽ khép lại. Cho nên là sư cô, tại sao mà cứ lặp đi lặp lại hai chuyện? Chuyện thứ nhất phá thai, chuyện thứ hai á là ăn thịt động vật. Là bởi vì chúng ta không hiểu rằng những cái chuyện đó nó sẽ che ám. Phước chúng ta làm được bị che ám. Phước chúng ta làm được bị che ám. Cũng chẳng khác nào người ta để một cái bông hoa đẹp trước mắt mình đây nè, mà mình không có thấy nó được, bởi vì nó con mắt không thấy đường, làm sao thấy nó đẹp? Người ta đem dưng mình qua đẹp đây, mình không thấy nó đẹp, rờ rờ thấy nó vậy thôi chứ không có thấy nó đẹp. Thì cái con đường tiến hóa về tâm linh của mình nó mở ra, mở không được gì nó che.
nghiệp sát che rất nhiều. Cho nên cái gì mình tránh được một chút thì tránh. Không phải ăn mặn thì không thành Phật, chỉ có ăn chay mới thành Phật. Chuyện đó không đúng. Ăn mặn ăn chay không phải là cái yếu tố để thành Phật. Mà ăn mặn hay ăn chay để nó giảm bớt cái nghiệp sát, nó giảm bớt cái sự ngăn che. Chỉ có thế thôi. Còn thành Phật là phải tu tập nhiều lắm. Phải học hỏi với tu tập nhiều lắm. Nhưng mình bớt sự ngăn che chừng nào tốt chừng nào. Cũng như giờ con mắt mình nó mờ quá mà có ai cho thuốc nhỏ mắt vô, hoặc cho mình cái kiếng hay có cái phương tiện gì đó để mình thấy càng lúc càng rõ hơn thì mình hạnh phúc hơn. Vậy thôi. Chứ đâu phải mình thấy đường là mình hết tội đâu. Nhưng mà thấy đường thì không có dám phạm tội. Và khi thấy đường thì không đi vào con đường lầm lỗi. Thì chúng ta phải mạnh mẽ đi trên con đường thiện lành này đây, thì chúng ta mới có thể thành Phật được. Cho nên lặp đi lặp lại cái này, bởi vì nó nằm trong cái nghiệp, mà nhất là cái nghiệp sát. Hai cái nghiệp quan trọng nè. Thứ nhất là cái người cư sĩ đó nặng nhất về nghiệp sát. Người xuất gia nặng nhất về cái nghiệp tà dâm. Hai cái nghiệp này. Nghiệp sát thuộc về tâm sân, nghiệp tà dâm thuộc về tham dục. Nặng nhất bởi vì gốc của khổ đế nằm trong tham. Trong đó cái tham dục thuộc về ái dục nam nữ là một phần nổi bật của cái tham dục này. Và cái nghiệp sát nằm trong cái tâm sân, nó cũng khởi đầu từ sự tham dục. Dục vọng quá mức, tham ăn tham uống quá mức, tham hưởng thụ quá mức. Tất cả những cái đó đưa đến cái ác nghiệp mình không nhìn ra. Hai cái đó, tuy một cái bắt đầu bằng tâm sân là nghiệp sát, cái bắt đầu bằng tâm tham là nghiệp tà dâm, nhưng hai cái đó nó là có một cái mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau. Ở bên đây ái dục nó lên cao thì cái con đường nó sẽ sang qua bên đây là cái sân hận. Nó đi như thế. Và cái mà chi phối nó đó chính là cái si tâm tối. Và khi chúng ta còn làm người thì cái dòng chảy này có mặt trong tâm. Phải thấy nó, phải biết nó. Chúng ta đang học về chân lý tâm linh. Chúng ta phải có sở hưởng tưởng đúng. Đó là cái phước về cái trí nhớ và sự thông minh thế gian. Cái thứ hai nữa, chúng ta có phước báo về tâm linh. Cái năng lực thiện lành của chúng ta đủ mạnh để khi chúng ta nghe một cái lời kinh, trong cái tâm chúng ta mở ra sự quan hiểu về sự sáng suốt. Còn nếu không, chúng ta tự đóng lại. Và chúng ta đến cái chỗ nghe kinh chỉ có được một chút phước mà thôi. Nhưng chúng ta không nản lòng. Chúng ta cứ tạo một chút, một chút, một chút. Cũng như đi tu thiền, tu không được mà làm thinh được là có phước. Đừng phạm giới là có phước. Cho nên mình có cơ hội đi tu thiền cứ đi. Không có cơ hội thì ở nhà. Được một giây cũng mừng một giây, được một phút cũng mừng một phút. Làm cái gì cũng quan sát cái tâm của mình. Nhiều đó cũng đủ rồi. Nhiều cách lắm. Nhưng mà cái cách đơn giản nhất, nhìn thấy cái tâm mình ghê gớm lắm. Đang làm điều thiện chứ tâm nghĩ bậy có đó. Ngay cả đang tụng kinh tâm nghĩ bậy cũng có đó, chứ không phải không có đâu. Đang hành thiền nghĩ bậy cũng có đó. Sao nó nghĩ bậy vậy? Vì chúng ta hiểu thế này. Khi mà cái động tác này đi qua rồi thì cái bỏ cái tâm nó đi thì nó đi qua một cái lộ trình tâm nó rồi thì hộ kiếp nó khởi lên. Mà hộ kiếp là gì? Là cái dòng tâm thức cũ của chúng ta đây. Lúc chúng ta đi tái sanh thì tái sanh rồi nó chính là cái hộ kiếp, thì nó sống động trong suốt cả một kiếp sống của chúng ta. Cho nên nếu không có một cái gì mới thì chính nó khởi lên và nó làm thành một cái nỗi ám ảnh. Cho nên mình ngồi đó, mình rõ ràng mình hành thiền, cái tâm mình nó đi. Rõ ràng mình đang sắp gọt để đang chú tâm đây mà cái tâm nó vẫn đi. Rõ ràng mình đang trì một bài kinh đây, tâm nó vẫn đi. Nhìn đi rồi biết. Hành trì đó rồi biết.
Và khi nó đi bằng cái gì? Đi bằng hổ kiếp đó. Cho nên những cái đó nó xuất hiện, nó có một cái quyền lực. Bởi vì cái khi đó nó tái sanh đây, chết rồi nó tái sanh đây. Khi nào có việc gì xảy ra nó cắt, nó cắt xong rồi nó tiếp tục nó cắt. Còn không nó cứ nối liền vậy đó. Cho nên nó cứ khởi hoài. Mình nói ủa sao ngộ quá ha, mình đang hết sức để mình nghĩ tới cái, chỉ thấy cái đề mục của mình thôi mà nó đi hay thiệt á. Bản chất của nó là như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta không tu tập thì tất cả những cái gì mà nó nằm trong cái tiền kiếp nó hiện khởi ngày hôm nay. Cho nên mình thích ăn những cái món đó ấy, mà mình bỏ không được vì nó nghiện từ trong tiền kiếp cho tới kiếp này. Cái này về mặt y học đó, người ta nói rằng khi mà một cái người mà được y học xác định rằng nghiện, và đó sau đó cai nghiện 20 năm, nhưng nó vẫn tái nghiện dễ dàng, thì cái này đó đứng về mặt tâm hoàn toàn đúng. Vì tất cả những cái nghiện á nó sẽ nằm ở đây, nó nằm ở trong cái sở hữu tưởng này, hiểu không? Và nó nằm luôn trong cái thọ này. Tức là khi mình hưởng cái đó mình cảm thấy rất là thích thú thì cái sở hữu tưởng này nó ghi nhận. Và cái khi đó trong cái luân hồi đó thì những cái này nó sẽ khởi sanh lên, nó sẽ trở lại, nó tái nghiện lại. Cho nên mới trở thành cái gì? Nó trở thành đây là khẩu vị của mình, đây là thị hiếu của mình, đây là ý thích của mình, đây là cái quan niệm của mình. Đâu có ra khỏi được. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đó, hãy nói với mình, tại sao ăn mà bỏ không được vậy? Nghiện lắm phải không? Coi nó nghiện bằng cách nào. Bởi vì khi mình ăn cái món ăn đó hay mình hưởng cái đó, mình có cảm thấy một cái trạng thái thú vị, thì mình hỏi cái sự thú vị này nè, nó qua cái lưỡi nè, đi qua bao lâu? Nó đi xúc chạm tới những vùng thân thể, nó sẽ qua bao lâu? Và sau đó nó để lại cái dư chấn gì, hãy kiểm soát nó. Cho nên á, trong cái nghiện á, nó có cái mê, nó có cái tối. Theo quý vị thấy người ta nói không? Ma men, ma túy. Cái chữ ma đó có nghĩa là tâm tối. Cái chữ ma đó nó nằm trong cái chữ đắm đuối và mê muội, vì nó là si mà nó là ưa thích mà. Cho nên á, cái tâm tham này nè, nó kết hợp với hai nhân, nhân si và nhân tham, thì làm sao nó không đắm đuối, làm sao nó không nghiện cái dục của nó được? Nó hưởng mà. Cho nên hãy nhìn mình này. Cái gì mình cũng muốn hưởng mà, chút xíu cũng muốn hưởng mà. Con người ta mình làm cái việc gì đó không hưởng thì nó chán lắm, không có muốn làm đâu. Nó hưởng đủ thứ. Không phải nói người ta nha, nói mình. Mình sinh ra con người trên cái cõi dục này, cái khuynh hướng đó không thể nào tránh khỏi. Nó chỉ có cái là khi mình biết đó, tiết chế được bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Và khi mình nhìn rõ nó được rồi đó thì mình sẽ bớt cái sự nô lệ đối với nó. Còn không thì mình nói nè, cơ thể tôi nó thiếu cái đó mà. Thưa quý vị, cơ thể không biết nói nhưng tâm biết nói. Cái sự sống động á là do điện á, nó đi trên đường dây điện. Chứ cái sự sống động nó không nằm trên cái dây điện, cũng không nằm trên cái vỏ của cái dây điện. Cái lõi đồng ở bên trong nó không phải. Nó chỉ là một cái phương tiện để đi qua thôi. Khi mà cái tâm chúng ta tham muốn á, thì nó sẽ đập lên cái hệ thần kinh chúng ta, và nó làm cho tất cả cái cơ thể chúng ta nó có một cái sự thèm khát.
Và thèm khát này nói rõ không phải cơ thể này thèm khát, mà cái dục vọng trong tâm nó thèm khát và nó làm cho cái bộ máy này nó phải hoạt động để nó cung ứng với cái trạng thái thèm khát đó. Và như vậy nó mới tạo nghiệp. Cho nên hãy quan sát mình. Cái gì mà mình thấy tốt đẹp mình không làm được thì phải hiểu rằng cái phần đó quá mạnh, nó đã chi phối. Rất là rõ ràng, chúng ta đi vào trong cái đạo Phật đó, không hề có một cái gì ma mị huyền bí đây hết. Đó không phải là thế giới của chư Phật. Thế giới của chư Phật là ánh sáng, là soi rọi tất cả những hang cùng ngõ hẻm đều minh bạch rõ ràng. Chính những cái góc khuất trong cái đời sống nội tâm chúng ta mới đưa chúng ta đến đau khổ. Còn những cái gì minh bạch trong đầu của chúng ta đều cho chúng ta đi trên những cái con đường chân chính cả. Những cái góc khuất đó chính là những cái suy nghĩ mà chúng ta không kiểm soát được. Những cái góc khuất đó chính là những cái nỗi đau riêng trong cái cuộc đời chúng ta mà chúng ta không có giải được. Nó dằn xé. Nó vừa mới thấy cái điều thiện con đường ra thì những cái góc khuất đó nó lôi vào trong cái tâm tốt. Nó thèm khát một cái gì đó, nó mong muốn một cái gì đó, và nó nói rằng cái cơ thể này đòi hỏi không bao giờ. Cái suy nghĩ của mình, tất cả những gì nó tái tạo lại bằng những cái cảm thọ, nó ghi trong cái sở hữu tưởng đây, và giờ đây nó hình thành lại trong một cái tâm khao khát. Đó là cái tâm tham của mình. Và khi nó xuất hiện như vậy, nó làm rúng động toàn bộ hệ thần kinh. Thì những hệ thần kinh này đã điều khiển hết toàn bộ cơ thể để nó đáp ứng cho cái sự mong muốn này, cho cái sự khao khát này. Và chúng ta có cảm tưởng như rằng là cái thân thể đòi hỏi chứ mình vẫn sáng suốt. Không. Sự sáng suốt mình có, nhưng không đủ mạnh để đẩy lùi những cái khao khát xấu xa của mình, những cái mong muốn lệch lạc của mình không đẩy được, là do nó quá mạnh. Vì nhiều đời nhiều kiếp khi nó hưởng đó, nó thích thú, nó say mê, nó nghiện trong đó và nó đắm chìm trong đó. Bây giờ nó tái hiện trở lại toàn tươi rối rối. Và khi cái sự hiểu biết của mình thiếu kém thì nó càng lúc càng mạnh mẽ hơn lên, và mình không chịu đựng được. Và những dục vọng đó phải thắng. Cho nên con người ta nó khủng khiếp hơn con vật. Ở chỗ cái con vật nó đáp ứng cho bản năng, còn con người nó trên cả cái bản năng. Là ngoài cái bản năng này nè, nó khao khát một sự thọ hưởng quá mức cái bản năng của nó, cho nên nó trở thành ác quỷ. Một cái con vật khi nó đói, nó có thể giết con vật khác để nó ăn. Nhưng mà con người khi đói đó, giết con vật khác ăn chưa thỏa mãn đâu, còn phải trữ nó lại, còn phải bắt thêm nữa, còn phải săn tìm nó nữa. Và muốn được cái đó thì người ta còn phải tạo bao nhiêu ác nghiệp để thỏa mãn cái điều này. Vì thế người ta mong muốn một cái rất là không tưởng, nhưng người ta ác. Không tưởng nằm chỗ nào? Bây giờ mình có một cái tài sản hàng mấy tỷ hưởng hết được không? Nhưng nếu có cơ hội ăn cắp thêm 1.000 tỷ thì sẵn sàng ác nghiệp gì cũng làm được để lấy thêm vài tỷ, có phải không tưởng không? Nhưng người ta sẵn sàng không những bán linh hồn cho quỷ mà nô lệ cho quỷ đời đời kiếp kiếp để mua một cái số tiền không tưởng như vậy. Và nó không tưởng về cả quyền lực luôn, nó không tưởng về cả danh lợi luôn. Bởi vì nó quá mức trong cái mình có thể hưởng được. Cho nên cái tham vọng của người ta nó đi vào cái mức độ thặng dư, và cung phụng cho sự thặng dư. Sư cô thấy hai cái hình ảnh thôi nè. Mình đi ra ngoài nước ngoài, mình thấy cái lớp trẻ nó sống như thế này, làm nhiều hưởng nhiều, không có tích trữ, không chất chứa gì hết.
Bây giờ mình ngược lên những cái vùng đồng bào thượng. Sư phụ của sư cô với sư bác ở chùa Kim Liên thấy mấy người đồng bào thượng người ta lội qua sông mà xách cái chai nước suối đâu khoảng hai cái chai nửa lít, còn có khi được một lít, có khi nhiều lắm là hai lít thôi, mà phải lội qua sông đi qua chùa xin nước vậy. Thì hai vị này mới bàn nhau đó, thôi bây giờ mình làm một cái bồn nước cho nó gần gần ở chỗ đó cho người ta. Rồi thầy ở bên quận tư đó, thầy chùa Linh Quang đó, thầy mới nói thôi để thầy cho mấy mấy em đó mấy cái thùng. Rồi thầy mới gửi đi mua thùng 5 lít, thùng 10 lít, thùng 20 lít. Đặng khi mỗi lần qua lấy nước thì cho cái ghe, chùa cho cái ghe để đưa qua sông, lội tội nghiệp quá. Nhưng mà chưa tới 10 bữa là nó vẫn lấy cái chai cũ đi như thường. Bởi vì lý do là không có chứa trong nhà cái gì hết. Thành ra cái thùng 20 lít quá dư, mà cái thùng 10 lít cũng dư luôn, cái thùng 5 lít cũng dư luôn. Chỉ ngày đó uống nhiều đó, lấy nhiều đó hết. Mình nói người ta ngu, nhưng thật sự ra là phước báo. Mình nói tuổi trẻ ngày hôm nay sống không biết ngày mai. Tại sao nó không biết ngày mai? Bởi vì mình sinh ra trong cái thế giới, trong cái đất nước mà phải chiến tranh. Mình sinh ra trong cái đất nước mà người ta sẵn sàng đạp người khác chết để người ta dành cái miếng ăn dư cho người ta. Còn nó sinh ra trong một cái đất nước mà bây giờ không có việc làm vẫn có cơm ăn, thì tại sao nó phải tích trữ? Tại sao nó phải chứa? Tại sao nó phải nô lệ cho sự thặng dư đó? Được cả một cuộc đời đó, lao hết con người mình như cái mũi tên bắn để phụng sự cho tiền, cho danh và cho quyền lực. Cái đó là hư ảo. Thực tế cuộc đời cái nhu cầu mình chỗ này. Thì chính như vậy mà con người đó có cái phước báo là con người có trí tuệ về tâm linh, nhưng khi bị che mờ, con người ác hơn loài vật, ác hơn cả cái loài quỷ dữ. Vì người ta cung phụng cho sự thặng dư, người ta cung phụng cho cái ảo ảnh đó. Còn nếu tất cả chúng ta biết là đủ rồi, vừa đủ rồi, thì không làm điều đó. Và muốn như vậy, chúng ta phải tự học và phải tự nhắc nhở cho con cháu của mình làm cái gì phải có trách nhiệm với cái đó. Và khi người ta biết trách nhiệm rồi thì ta không làm quá. Cho nên nên nhớ rằng giữa một người mà ta sống một cái đời sống quá thấp như thế này, còn một người đứng trên cái đỉnh cao như thế kia, mà để có một cái sào nó chấm từ đây trên cái đỉnh cao của tiền bạc, của danh lợi và của quyền lực đó, thì đây là cái đỉnh cao của sự bất công. Và cái đỉnh cao của sự bất công này tạo ra bằng ác nghiệp. Thì khi mà người ta đọa xuống đó, nó không được nằm ở cái mức bình thường của những con người bình thường đây, mà nó phải đi đến tận cái đáy sâu. Nó phải cực kỳ phản nghịch lại, thì cái bài học tâm linh này nó mới đưa đến sự quân bình. Cho nên chúng ta có phước thì chúng ta mới sanh ra trong một cái xã hội mà người ta sẽ tính toán làm sao đó cho đừng có ai đói, tính toán làm sao mà cho ai cũng có điều kiện phát triển. Còn ai phát triển được nhiều do nỗ lực của người đó, ai không phát triển mà muốn thoái đọa là do người đó, chứ điều kiện xã hội nhân bằng. Sư cô học ở Ấn Độ, sư cô thấy nè, cái món ăn của người Ấn Độ mà hằng ngày đó cho những cái người mà giống như là phổ, nghĩa là phổ cập trong đại đa số cái người Ấn đó, là cái món ăn thứ nhất là chapati. Chapati là cái loại bột mì lứt, bột mì đen đó, bột mì lứt. Rồi người ta cán ra giống như cái bánh phai của mình. Cái bánh tráng phai là cái bánh mà làm bằng củ mì. Cán ra thì nó cỡ đó, nó cũng dẹp vậy đó. Rồi người ta mới đưa vô cái chảo bằng gang đó, cái mặt nó phẳng thế này, ta đưa vô ta nướng trở qua trở lại, trở qua trở lại trên đó. Thì cái đó là cái thức ăn giống như mình nấu cơm mình dạo. Người ta có ăn cơm nhưng mà ít hơn. Rồi cái món thứ hai nữa
là người ta nấu một cái món mà giống như mình tạm gọi là cà ri đi, thì người ta nấu cà rốt nè, khoai tây nè. Hồi đầu trúng được cái mùa đậu mà đậu với tí đó, thì đậu xanh xanh đó người ta bỏ vô. À, còn cái dinh dưỡng thứ hai của người ta đó là cái nó gọi là cái cheese mà tươi đó, thì mình thấy cái miếng đậu hũ của mình sao đó thì người ta làm vậy, đều có cái người ta làm lớn vậy. Thì đậu hũ mình làm bằng đậu nành, thì cái cheese tươi đó làm bằng cái sữa bò tươi, nó vẫn đông lại, nó cứng lại. Thì người ta cũng cắt cái miếng nhỏ 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 gì người ta nấu trong đó, rồi người ta bỏ gia vị như cà ri, rồi là muối vô, rồi củ hành vô, thì người ta chặt ba tê đó người ta ăn. Thì mình đi khắp nơi, dẫu cho mình ở ngay cái thủ đô này hay mình lên cái một cái vùng núi xa xăm đó, thì cái giá nó bằng nhau. Một ký muối ở đây thì ký muối miền núi cũng bằng nhau, không có xê dịch một đồng bạc nào hết. Còn cái giá mà thuộc về cái bột mì lứt á thì cũng giống nhau. Còn những cái thức ăn mà như cà rốt, như là khoai tây, như là củ hành rồi đấy, thì cái giá nó rẻ mạt, ai cũng có thể sống được. Như vậy tuy người ta nghèo, là người ta không có những thứ thặng dư sang trọng, nhưng về căn bản cái ăn người ta không có bị sống được. Cái mặc có thể thiếu, cái ở có thể thiếu, những sinh hoạt khác có thể thiếu, nhưng căn bản có được đó. Thì một cái xã hội mà tốt đẹp á, thì những cái nhu cầu căn bản người ta được nâng lên bằng tương đương. Còn ai có phước hơn, ai không có phước thì thấp kém xuống. Khi sư cô đến Thụy Sĩ, sư cô thấy cái sự cách biệt về nhà cửa thôi, tại mình đâu có cái điều kiện để mình đi sâu hơn, để mình nhìn thấy cái cách bố trí nhà ở, những cái phương tiện đi lại đó ở cái miền quê và cái nơi cái thủ đô nó chỉ là 8-10 mà thôi. Bởi vì đất nước Thụy Sĩ là một cái đất nước mà phải nói mình nhìn nó giống như trong phim vậy đó. Nhà người ta ở đó người ta thích trang trí hoa lắm, nó trồng bóng rất là đẹp, mà người ta bố trí ở những cái vị trí rất là nên thơ. Và ngay cả ngoài đường nó những cái cây cột đèn không bao giờ trơ trụi cả, mà những cây cột đèn này đó là người ta trồng những cái chậu bông đó, người ta có cái đồ người ta máng vô từ dưới lên trên, cho nên những cái cột đèn đầy hoa tươi hết. Vì cái đời sống không chênh lệch nhiều, thì cái đó là cái phước báo khi mình hưởng những cái điều kiện căn bản phát triển như nhau. Thì trên cái căn bản đó, nếu mà mình có phước mà làm những cái điều phước đó, thì cái căn bản này nó lên. Nhưng mà không để cho ai đó đi vào cái chỗ mà nó quá cùng cực như thế này. Chỉ có những người đó là người ta tự hại người ta bằng những cái mà nó dục vọng người ta không kiềm chế được, thì người ta mới đi xuống con đường này thôi. Và luật pháp cũng không cho phép mà ai mà đẩy cái sự cách biệt này lên quá cao. Người ta khống chế bằng thuế, khống chế bằng cái kiểm tra rất kỹ. Thì mình cũng vậy, trong cái tâm mình đó, mình cũng phải kiểm tra rất kỹ và phải khống chế nó rất kỹ bằng thuế. Hãy hỏi nó hưởng cái này cái giá sẽ trả bao nhiêu, một chút cảm thọ rồi sẽ đi qua, nhưng mà cái lỗi lầm này đó nó là cái vết tích mà nó sẽ luân hồi trong nhiều năm tháng đó. Mình phải học những bài học tâm linh thật là sâu sắc, thật là mạnh mẽ, và khi mình tỉnh ngộ mới thoát được. Còn không bao giờ cả, chính ta đây nô lệ cho những cảm xúc của mình, nô lệ cho những cảm thọ của mình, không ra khỏi đâu. Đừng nói hạnh phúc với đau khổ, tất cả chỉ là những cảm thọ. Những cảm thọ đến và đi, đau khổ của chúng ta là chúng ta lưu giữ những cái cảm thọ hỷ lạc của mình. Và ngược lại đó, chúng ta không chấp nhận những cái hỷ thọ, những cái khổ ưu của mình, đó là sai. Phải thấy nó đến và đi, nó đến và nó đi. Lưu giữ là sai lầm của mình, từ chối nó là sai lầm của mình. Cả hai cái đều đưa đến đau khổ. Nhưng chúng ta, người sanh ra con cõi dục, thì chúng ta có một khuynh hướng là hãy hưởng những cái gì thuộc về hỷ lạc,
và hãy từ chối những cái gì thuộc về khổ luôn. Đó là sự thiếu sáng suốt, sự thiếu hiểu biết về tâm linh của chính mình. Khi chúng ta nói chữ tâm linh đó, chúng ta cứ nghĩ là nó là cái gì đó, chắc là cái gì quyền bí lắm, hay hoặc là nó ma quỷ, hay là thần thánh, hay là cái gì đó nó thiêng liêng và ghê gớm lắm. Không. Tâm linh chính là đời sống của tâm. Đời sống của tâm nó linh động, nó uyển chuyển, nó nhanh nhẹn, nó biến diễn không ngừng được, cho nên gọi nó là tâm linh. Mà tâm là gì? Tâm là nhận biết. Nhưng mà khi mình nhận biết cái đối tượng đó mà mình đeo kính màu vô thì mình nhận biết sai, mình hành xử sai. Còn khi đó chúng ta không bị cái kiến màu này nó che thì cái tâm chúng ta sẽ nhận biết chính xác. Và làm sao để không bị đeo cái cặp kính màu? Chúng ta hãy làm những cái điều tốt, những cái điều thiện. Có năm pháp cho điều thiện và có năm pháp cho điều bất thiện. Pháp thứ nhất, thiện là không có bệnh, không có bệnh về thân và không có bệnh về tâm. Nếu bệnh về thân là bất thiện, bệnh về tâm là bất thiện. Như vậy khi chúng ta bệnh, sức khỏe chúng ta suy, hệ thần kinh của chúng ta nó mũi lửa, thì chúng ta thiếu sáng suốt. Người Việt Nam mình nói rõ mà, một tinh thần minh mẫn trong một thân thể khỏe mạnh, đúng pháp luôn. Còn tâm bệnh á, là khi tâm mình nó nhúng phải tham sân si. Như vậy pháp thiện rõ ràng là vô bệnh, thân không bệnh, tâm không bệnh. Vậy cái thứ nhất mình gìn giữ ra sao? Mình nuôi nó bằng cái gì? Cho nó ăn cái gì? Cho nó uống cái gì? Cho nó nghỉ ngơi ra sao? Cho nó làm việc ra sao? Thì cái điều đó mình phải nghĩ mình nuôi nó như nuôi đứa con cưng của mình vậy. Nhưng mà cưng đây á, là cái cưng của mẹ hiền, chứ không phải cái cưng của mẹ ngu. Thường cái chữ hiền á, người ta hiểu lầm ra ngu, vì người ta nói khéo thôi. Chứ cái chữ hiền nó có cái trí. Người hiền có trí, có trí mới là hiền, cho nên người ta mới gọi là bậc hiền triết hoặc là bậc hiền nhân. Là sao? Cái người hiền có nghĩa là không làm điều ác, mà nó có trí á, là nó luôn luôn giữ được sự sáng suốt để không bao giờ phạm vào cái điều ác. Cho nên cái người mẹ hiền đó là cái người mẹ nuôi con mình để con mình thành nhân chi mỹ, chứ không phải nuôi con mình để trở thành tật nguyền. Nhưng mà đa số các cái bà mẹ mà người ta gọi là hiền á, mà mình để một cái dấu tương đương á, là có nghĩa là mình tránh nói là ngu đi đó, thì những cái bà mẹ đó đều nuôi con để con thành tật nguyền cả. Bởi vì mình phụng sự cho nó đó, thiếu điều đó là giống như hồi nó còn nhỏ, mình nhai xong đút miệng nó vậy đó. Hầu nó không còn có cái chỗ nào nữa cả. Là mình nuôi nó xong rồi cái tay nó không biết làm gì hết trơn cả. Thậm chí nếu mà mình bồng được nó lên trên giường nó ngủ, chắc mình cũng bồng nó mới thỏa mãn cho cái luyến ái của mình. Cho nên đó là bà mẹ ngu, không phải bà mẹ hiền. Làm cùi cục con mình. Mẹ thì với cha thì như rồng, mà con thì như con trùng đất. Vì mình hại đời nó bằng cách mình cung phụng nó từ A đến Z. Cho nên mình thương mình, cưng mình, nhưng phải là người mẹ hiền chứ không phải người mẹ ngu. Để mình biết rằng lời Phật dạy là thu thúc lục căn, thì mình đã dạy cho nó biết cái điểm dừng là ở đâu, cái nào là vừa đủ. Và phải tập hoài chứ khi mình tập rồi mình mới thấy đó, lúc nào mình cũng quá lố. Còn khi mình chưa tập á, mình thấy lúc nào mình cũng đúng.
tập rồi mới thấy quá đó. Trong cái ăn của mình á, mình tập như thiền đó, thì mình thấy mình quá lố dữ đó, sai dữ đó. Còn mình không tập mình thấy đúng cái đó à, thấy ăn sao cũng đúng, ăn ngon miệng là được rồi. Thưa quý vị không, nó không biết điểm dừng đó. Mà trong tất cả những cái đồng tiền mình cầm trong tay mình chi phí đó, mình cũng không biết điểm dừng. Mình có tu rồi mình mới thấy mình sai. Còn mình chưa tu mình cũng thấy mình sai. Mình thấy mình tính vậy là được, làm vậy là đúng. Đúng trong cái chừng mực nào, nhưng cái sâu xa trong cái tâm mình á, cái gì điều khiển nó. Cũng như mình nói mình rất thương con mình, nhưng hãy coi cái gì điều khiển để mình hiển lộ ra cái mà ta gọi là đức hy sinh, nhưng mà thật ra là khống chế để nó tùy thuộc mình. Mình không thấy cái ác của mình chỉ thấy mình tốt thôi. Tu tập rồi mình mới biết là mình tạo tội, chứ mình không có tạo phước. Bên ngoài thì người ta nói mình cái gì cũng cho con, quý quá. Mẹ như vậy là xứng đáng là một người mẹ. Nhưng mà từ trong sâu xa của nội tâm mình á, mình thấy cái gì điều khiển mình không? Thấy không? Nếu mình không thấy được thì mình chưa phải là mẹ hiền. Và mình chưa phải mình tốt với ai đâu. Kể cả chưa chắc mình đã tốt với mình. Thấy nghiệp mình tạo không? Vô minh mà mình cứ tưởng rằng mình sáng suốt. Mình sai mà mình cứ tưởng mình đúng. Mà nó không phải kéo dài một năm, không phải kéo dài hai năm, không phải kéo dài một kiếp, mà nó kéo dài trong rất nhiều kiếp. Người ta đi như vậy mà, người ta hành xử như vậy mà, để nó mới trở thành cái tập khí. Còn không, nó không trở thành tập khí. Cho nên nghiệp gieo xuống sai lệch rất nhiều. Không phải mình muốn ác đâu, không có ai muốn ác cả. Vì khi chúng ta sanh làm người đó, ai cũng có cái phước báo đó, là cái thói quen mà tốt của mình đó, nó mạnh lắm chứ không phải ít lắm. Mạnh lắm. Nó không mạnh chúng ta không làm người được mà. Thành ra chúng ta sinh ra với một cái tập khí tốt đó, quá mạnh luôn. Nhưng mà những cái dục vọng nó thôi thúc trong tâm của chúng ta, nó trì kéo lại, nó làm biến đổi lại, mà chúng ta không dùng tâm để kiểm soát. Và vấn đề tâm linh là khi chúng ta, cái tâm chúng ta nhận biết và tâm chúng ta biến chuyển, thay đổi nhanh nhẹn khôn lường, mà chúng ta không biết tâm chúng ta nhận biết đây nó phát xuất từ cái gì ở bên trong. Từ nơi các cái tâm bất thiện này đây, hay từ nơi các cái tâm thiện từ thấp sinh tới cao đây, thì chúng ta không biết nó chi phối bằng cái tâm gì. Nhưng đó là đời sống nội tâm của chúng ta biến chuyển cực kỳ nhanh nhẹn và đổi thay khôn lường được, mà chúng ta không thấy. Và vì vậy khi người ta nói hiện tượng tâm linh mà về ma quỷ vân vân, đó là có thật. Và nó có thật trong cái hiện kiếp mình đây nè. Đây, lúc những cái dục vọng mình khởi lên đây để đáp ứng cho cái dục vọng mình, ác cách mấy vẫn làm được, thì không phải ma, không phải quỷ là gì? Không phải che mờ là gì? Cháu nội mà là hãm hiếp bà cô của mình, tức là như bà nội của mình rồi, tại vì em ruột của cha. Mà người này gần 80 tuổi rồi, thì không phải là quỷ hay là gì? Nó bóp cổ chết rồi nó mới hãm hiếp mà. Nó không phải quỷ là gì? Mà nó không phải ma là gì? Nó không phải bị cái dục vọng chi phối của nó để nó tâm tối, rồi nó ác đến cùng cực cái sự ác, thì nó không phải là ma quỷ rồi cái gì? Giờ mình chỉ thấy ma quỷ là đời sống tâm linh, chư thần là đời sống tâm linh, còn mình không có tâm linh à? Tâm linh mình đó, đó, đời sống tâm linh của mình đó.
Và nếu mình không thấy rõ con đường tái sanh của mình chết đi về các cõi nào thì chúng ta đã biết 31 cõi rồi. Bốn cõi khổ chúng ta đã rành rẽ rồi. Và cái con đường khi chúng ta đã nuôi cái tâm chúng ta tật nguyền thì con đường đau khổ phải tới thôi. Cũng như mình nuôi con mình để nó bị thui chột những khả năng phát triển tốt đẹp của nó. Đó là cái ác của mình với con mà mình ngỡ rằng mình thương con. Cũng như mình chiều chuộng những cái dục vọng mình nghĩ rằng mình không làm cho mình đau khổ. Nhưng thật ra đó, mình dùi dập một kiếp người của mình mà mình không có xót thương cho cái kiếp người của mình. Mình để cho đó tất cả những cái nghiện trong tiền kiếp của mình nè, nó tái nghiện trở lại để nó biến mình đó thành con người cực kỳ xấu xa và hèn hạ. Mình tàn hại mình mà. Cho nên kinh Pháp Cú có nói thế này: quan gia hại quan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng tà, hại chính bản thân mình. Nghiệp đấy, nghiệp đi từ trong tâm mình, và đời sống tâm linh của mình sẽ dẫn dắt mình đi luân hồi trong các cõi, đặc biệt là trong những cái cõi đau khổ này đấy. Do mình thiếu sáng suốt, do mình làm mẹ của mình nhưng mình đã nuông chiều những cái thói hư tật xấu của mình. Mình đẻ ra nghiệp mà, mình tạo tác ra nó mà. Nhưng vì mình nuông chiều những cái thấp hèn trong cái đời sống của mình, những cái lệch lạc của mình, những cái sai trái của mình, mà mình hủy hoại cái huệ mạng của mình. Mình hủy hoại một kiếp người của mình để mình tái sanh trong những cõi khổ này. Cái ánh sáng về tâm linh đã bị che khuất rồi. Cho đến bao giờ trong cái đau khổ, trong cái mình vùi dập, trong cái tận cùng của cái sự tâm tối đó, mình có lóe lên một chút sáng nào không? Có lóe lên được thì gọi là siêu thoát nằm đấy. Còn không, nó đọa đày. Ai đọa đày mình? Sự sai lầm của mình, mình chôn chặt nơi đó, chính mình đọa đày mình. Cũng như khi mình ở trong cái kiếp người này mà mình đáp ứng cho những cái dục vọng sai lệch của mình, mình làm nô lệ cho nó, chính là mình đã tạo tác cho nó. Mình nô lệ lại chính nó thì cái con đường này nó sẽ khống chế mình trong các cõi khổ đây. Đâu có dễ gì siêu thoát nếu tự mình không có học hỏi giáo pháp, tự mình không có biết thì làm sao mình ra khỏi được. Mình cứ nghĩ mình đúng mà, mình đâu có thấy mình sai đâu. Phải có học hỏi, phải có hành trì mới thấy cái sai của mình, mới thấy cái chuyện mà cái giờ lâm chung đó mình được tái sanh làm người khó vô cùng. Và mình sợ khi mình đoạn mạng sống của kẻ khác là mình chặn cái con đường tái sanh tốt đẹp của mình. Cho nên không có giết mình và cũng không có giết bất cứ ai. Từ con người cho đến súc sanh, các loại không giết ai cả. Cũng không có đi vào con đường tà ma để sử dụng những cái người ở trong cái cõi tâm tối đó làm một cái phương tiện để mưu lợi cho mình. Và ngay cả cửu huyền thất tổ của mình cũng không có lợi dụng để mà cầu cho dư vị đó đó phò hộ cho mình được cái này cái kia cái nọ. Không. Nhân nào thì quả đó. Hãy làm cái điều đúng đi, đâu cần phải cầu nguyện. Ngay cả tu thiền mà Đức Phật nói là cũng không cầu nguyện. Đức Phật nói như con gà ấp trứng, nếu nó cần mẫn, nó giữ ấm cho cái trứng này đó điều hòa trong 21 ngày thì cái trứng này nó sẽ khẽ mỏ, nó sẽ nở thành một cái đàn con. Thì cái người mà ấp ủ những cái điều thiện này, ngày đêm đi trong con đường thiện này, ngày đêm ấp ủ cái đề mục tu tập của mình là như con gà ấp trứng. Chúng ta cứ làm đều đặn,
hiểu biết, sáng suốt và thu thúc tất cả những dục vọng của mình lại, thì đó là cái con đường của con gà mẹ, nó sẽ làm cho các cái trứng được nở thành con. Chúng ta thấy không? Một cái con gà mái đó thường đó là nó hay đi bới rác cho bản thân nó ăn và cho con nó ăn, đúng không? Nhưng mà khi nó ấp trứng đó, quý vị thấy cái người đó mình cầm cái con gà mình xách lên, nó ốm dơm ấm nhất rồi. Tại sao vậy? Vì suốt ngày nó nằm ấp trứng. Khi nào cần lắm nó mới ra nó ăn dội ăn vàng đó. Vô nó nằm, còn không có nó nhịn đói. Chỉ khi nào nó đi phóng quế rồi nó mới đi ra thôi. Còn ngoài ra nó ấp suốt luôn. Ấp suốt luôn. Thì khi nào cái con gà nào mà nó ấp suốt luôn đó, thì mình biết rằng cái trứng của nó nở đó, thường á là nó đi đến cái tỷ lệ rất cao. Còn những cái con nào nó nhảy ra nó đi kiếm ăn hoài, hoặc là nó đi quần quần nó chơi đó, thì cái đống trứng nó coi như không thành tựu. Thì mình con người cũng vậy. Nếu mình không ấp ủ những điều lành, mình không ấp ủ cái đề mục để mình tu tập đó, thì những cái khác nó xen vào. Kinh Pháp Cú có nói rằng là cái mái nhà đó, mình lợp tranh, mình lợp kính đó, mưa nó không có dột xuống. Còn nếu như mình đó, lợp không có kỹ thì mưa nó mới dột xuống. Thì cái tâm mình cũng vậy. Nếu mình được che chở bằng cái thiện của mình đây nè, lợp kính bằng cái thiện đó, thì những cái quế trượt này nó đâu có xâm nhập vào trong tâm được. Giá nào mình nói rằng không dám phạm giới, giá nào cũng không dám làm những điều xấu ác, bảo vệ cái huệ mạng của mình, đó là kim chỉ nam của mình trong đường luân hồi. Còn không, hạnh phúc gia đình, người thân yêu của mình, vật thân yêu của mình, tài sản không danh sự nghiệp quyền lực của mình, đó là cái mình ấp ủ ngày đêm. Thì con đường luân hồi đó, nó đi lên đây có chút xíu rồi nó sẽ đi xuống. Rồi nó không biết nó đợi bao lâu thì nó được lên tới đây, rồi nó nhém đây rồi đi xuống. Cho nên có những chúng sinh đó, nó ở trong cái thai bào của người mẹ là con người đó, có khi có một vài phút đồng hồ, khi vài ngày, có khi vài tháng, nó mém lên tới cái chỗ này rồi nó rớt xuống. Rồi nó mém lên chỗ này nó rớt xuống. Có đứa sanh ra được vài tháng, có đứa được vài tuổi, có đứa được vài chục tuổi rơi xuống đây. Cái gì lôi xuống? Đó là quả nghiệp, những gì chúng ta gieo đó, bây giờ nó lôi xuống. Mình đâu có cho người ta ra đời, mình không cho mà. Mình nói tại vì đây là cái nghề của tôi mà. Cái nghề của tôi là cái nghề làm trong cái khoa sản mà. Tại sao người ta phải giết người mới có đồng tiền để ăn? Tại sao gọi giết người là một cái nghề? Tại sao vậy? Tại sao mình đi học bao nhiêu năm mình giỏi giang để mình trở thành một cái đao phủ thủ thiện nghệ và sống bằng cái nghề đó là sao? Vậy thì cái ngày mình ở trong cái thai bào của một con vật cũng chỉ ngắm nghía rồi đi ra thôi. Ở trong thai bào của con người chỉ ngắm nghía mà đi ra thôi. Cái nghề đó đi liền với cái nghiệp gì đã thấy rõ mà. Đâu có ai bắt buộc mình. Mình không sợ cái ác. Mình sợ đói chứ không sợ cái ác. Mình đến nhà thờ mình còn có sức mình làm. Trong chùa các cha vẫn cho một bữa ăn. Đến chùa vẫn vậy. Mình mất tất cả trên đời này, nhưng không mất lương tri của con người. Mình mất tất cả những cái thứ trên đời này, nhưng mình không mất cái thiện căn của mình mà. Đấy chưa? Sao mình nói cái này? Vậy thì mình chấp nhận cái nghiệp. Mỗi ngày vậy mình giết bao nhiêu người?
cái con số phá thai ở Việt Nam là con số khủng. Hãy đọc cái tài liệu của bà Nguyễn Thị Phượng đó, nguyên giám đốc của bệnh viện phụ sản thì mới biết. Đó là những cái thống kê được, còn những cái không thống kê được không có bàn tới. Cái này phát xuất từ đâu? Từ tà dâm đưa đến sát sanh. Và người ta lý luận thế này: nếu bệnh viện không giải quyết những cái này thì những cái ca phá thai mà nó núp lén đó, cái tỷ lệ thương vong càng nhiều hơn. Vậy xã hội không có cách gì sao? Cha mẹ trong gia đình không có cách gì sao? Mình cứ nhìn đi. Và nếu trong gia đình mình như vậy, trong khu phố mình như vậy, cái vùng đất mình ở nó như vậy, thì những cái đau khổ của những chúng sinh đó nó sẽ làm thành một cái luồng khí. Cái luồng khí mà mình đó, gặp cái luồng khí đó là nó chóng mặt. Và cái gì xảy ra sau khi mình chóng mặt, mình không thấy đường, thì cái chuyện đó mọi người đều thấy thành khí. Tư tưởng chúng ta là khí. Nó có một cái vận tốc cực nhanh. Và cái đau khổ và cái hận thù đó nó mạnh hơn nữa, nó nhanh hơn nữa, nó kinh hoàng hơn nữa. Nên bao giờ mình nhận ra cái giới thứ nhất, rồi thêm cả một cái giới thứ ba là cái giới tà dâm đó, thì cái đó nó phát sinh lên á, mà do cái gì? Do cái giới thứ năm nó che khuất. Cái si này, cái giới thứ năm nó che khuất này, thì ác nghiệp này tạo ra. Trổ quả liền hay không trổ quả liền, chuyện đó không có gì để bàn cả. Chỉ bàn một điều rằng chắc chắn nó trổ quả, còn kiếp nào hãy đợi đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sống mà chúng ta có một cái phước báo. Thứ nhất là thân người. Cái thứ hai đó, chúng ta không có cùng khổ cho đến đội đó, là chúng ta thiếu cái miếng ăn. Phải ngày ngày phải vật lộn với miếng ăn, mà chúng ta có miếng ăn rồi. Và chúng ta có thì giờ để đi học pháp, có thì giờ để nghe pháp. Như vậy thì chúng ta phải dạy dỗ mình, phải bảo vệ cái huệ mạng của mình, và phải nói với mình: kiếp người khó có được không? Vậy phải gìn giữ làm sao khi mình chết rồi mà mình được tái sanh làm người. Còn tiền bạc này đây, danh vọng này đây, quyền lực này đây, không có mang theo được. Cái tốt đẹp của mình là tài sản lớn nhất của mình. Nó là thánh sản trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. Nhưng mà đau lòng thay đó, chúng ta bám vào cái tục sản nhiều hơn là chúng ta gắn vào với thánh sản. Khi nói tu học thì chúng ta bận đủ thứ hết. Chúng ta không biết rằng đó là một cái trở gì do mình thiếu chứ. Cho nên ráng được chút nào mừng chút đó, ráng chút nào mừng chút đó. Còn nếu không, con đường sai lệch của chúng ta rất nhiều. Chúng ta không ác, không ai muốn ác cả. Trừ một vài người đó là nó quá đau khổ, hoặc là nó bị tật nguyền trong cái nội tâm nó mới làm điều ác mà thôi. Còn tất cả chúng ta đây đó, không ai muốn làm điều ác cả. Nhưng vì chúng ta sai lệch một chút mà mình ác hồi nào mình không hay. Cái đau lòng của mình đó là mình ác hồi nào mình không hay. Mà mình ác đó với chính mình, chứ không phải mình chỉ ác với người khác. Và có khi mình không dám ác với người ta, nhưng mình dám ác với mình. Tại mình nuôi cái sai hoài, mình nuôi cái khổ hoài,
Mình không buông ra được là mình ác với chính mình mà mình không hề biết. Mình nghiện cả cái giọt nước mắt của mình khi mà mình phải âm thầm mình khóc trong đêm. Một mình biết, nhưng mình vẫn nghiện nó để đêm đêm khi không còn có ai cả, một mình để được tự do mà khóc trong cái uẩn khúc của đời sống nội tâm của mình. Không thấy đâu. Phải hiểu rằng những điều đó cần phải được giải ra. Không có cái giọt nước mắt nào mà không phải là tâm sân. Mà tại sao phải âm thầm khóc trong đêm một mình như vậy? Có ai là tất cả cuộc đời mình không? Tại mình phong thánh, phong thần người ta để người ta chiếm lĩnh cuộc đời của mình, chứ không có ai cả. Thánh thần của mình chính là phát hiện đấy. Mình chỉ tôn sùng bao nhiêu đây thôi, không ai là thánh thần của mình cả. Mình đăng quang người ta mà, mình cho người ta là thần tượng mà. Và tất cả những gì mình mơ ước trong đời này mình đều đăng quang lên cả. Mình làm cho nó rực rỡ lên cả. Rồi mình bám vào cái sự rực rỡ đó do sự nguôi nguội của mình. Chứ mình không bám vào trong cái điều thiện này. Chính vì cái lẽ đó mà chúng ta đã sai lệch, và chúng ta chịu cái nghiệp trầm luân của chúng ta trong biết bao nhiêu kiếp, để học được ra rằng cái mà chúng ta đó thần tượng chính là những cái pháp thiện này. Không có gì khác hơn cả đâu. Đường luân hồi không có gì khác hơn cả đâu. Ngay chúng ta sanh làm chư thiên đi nữa cũng không dừng lại trong cái nhàn cảnh đó, mà chúng ta phải tiến lên cái con đường của sự sáng suốt. Ánh sáng mặt trời không bao giờ có thể sáng tỏ bằng cái ánh sáng trí tuệ về mặt tâm linh. Tất cả chư thiên và loài người đều ngưỡng vọng lên Đức Phật, vì tất cả chư Phật đều có cái ánh sáng trí tuệ về tâm linh. Nhất là đấng toàn giác, người đã có thể làm hiển lộ cái chân lý về tâm linh. Để ai áp dụng cái chân lý này, áp dụng cái công thức này, đều làm cho cái trí tuệ của mình được rực rỡ. Không có một cái gì huyền bí, và cũng không có một cái gì mê mờ, và cũng không có một cái gì đó gọi là nhốt chúng ta vào trong cái mà gọi là mà mơ mơ màng màng cả. Mà tất cả đều rạch ròi, đều rõ ràng. Chúng ta làm điều gì, trách nhiệm điều đó. Việc lớn cũng vậy, việc nhỏ cũng vậy. Và khi trách nhiệm như vậy, chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải trả cái giá. Chứ không phải mình nói trách nhiệm có nghĩa là trách nhiệm suông. Không phải vậy đâu. Học một cái bài học về trách nhiệm có nghĩa rằng chúng ta học một cái bài học về tỉnh thức. Gieo cái gì, gặt cái đó. Không thể nói khác hơn. Và cũng không thể biện bạch rằng tại sao có người nó ác như thế mà nó lại giàu như vậy, con nó thành công như vậy, tất cả vậy vậy vân vân. Thì xin trả lời rằng điều ác ngày hôm nay chưa trổ quả, chứ không phải rằng điều ác mà trổ quả lành. Xin mời vị nghỉ ngày hôm nay.